Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1171, cái tay kia sẽ không sai là bá Tống Huyền Thánh. Cật qua Thánh Quân cảm giác sau khi sống lại thân thể, để hắn tiếp xúc đến một cái thần bí thế giới Internet. Tựa như vừa rồi, tại nhìn thấy nhân tiền hiển thánh, bạch tôn giả, lúc, trong lòng của hắn ẩn ẩn khẽ động, tân sinh thân thể thông qua cái kia thần bí mạng lưới, đạt được tình báo. Cho nên, hắn vô ý thức liền đọc lên, bạch, danh tự. Đây là bỏ cố thân thể phía sau bản thân lấy được năng lực thiên phú. Cật qua thánh quân duy trì bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm suy tư chờ quay đầu, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút thân thể mới của mình. Cỗ này tân sinh thân thể, còn có rất nhiều huyền bí đáng giá hắn đi nghiên cứu khai phát. Một bên khác, tại phía xa giang nam địa khu, bích nguyệt viên bên trong, một chỗ giảng tướng thanh biểu diễn hội quán bên trong. Bạch tiền bối ngẩng đầu lên nhìn qua hư không, nha. Rốt cuộc hiển thánh, hắn này lúc ở vào người bình thường không cách nào nhìn thấy trạng thái lơ lửng ở tướng thanh buổi biểu diễn quán trên không. Từ khi có thể thông qua tống thư hàng hạch tâm thế giới, mỗi ngày có thể ngắn ngủi đem một cái hình chiếu ném vào hiện thế phía sau hắn liền khống chế hình chiếu phân thân khắp thế giới vọt lấy. Bất quá phạm vi hoạt động của hắn bị hạn chế, coi như thông qua tống thư hàng hạch tâm thế giới hình chiếu phân thân phạm vi còn hạn chế trên địa cầu. Thiền thánh về sau, chính là kiếp tiên, kiếp tiên về sau, chính là con đường trường sinh, có phải hay không năm đó ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau, đến lúc đó nhìn xem vị này, bạch, con đường trường sinh, ta liền có thể minh bạch. Bạch tiền bối lầm bẩm nói, hắn không có đi tiếp xúc bạch tôn giả, thậm chí một mực có ý thức tránh đi đối phương. Mỗi lần bạch tôn giả cùng với tống thư hàng lúc, hắn liền tránh lượng không đi tìm tống thư hàng. Vì chính là không quấy nhiễu đối phương, miễn cho cho đối phương tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Hắn cần làm, chính là thông qua tống thư hàng vì thời hiểu rõ cái này một vị, bạch tiền bối, đại khái hiện trạng là đủ. a à, à à, thật nhàm chán, tướng thanh cũng tốt nhàm chán, một chút cũng không cười nổi. Khó trách tống thư hàng trò cười trình độ thấp như vậy, nguyên lai like là bây giờ toàn bộ thế giới trò cười trình độ đều không cao a Bạch tiền bối vừa khổ buồn bực, hắn ưa thích nghe trò cười. Audio điện tử võ tấn bền. Hắn ưa thích nghe thú vị trò cười. Nhưng là, bạch tiền bối phát hiện, muốn tìm được để hắn thoải mái cười một tiếng trò cười rất không dễ dàng. Hắn cười điểm hơi cao. Chính suy tư thời điểm, đột nhiên, bạch tiền bối thấy được ngoài cửa sổ quảng cáo mặt pháp chi chiến phim quảng cáo, cùng bên cạnh cuồng đao tam lãng mới phim ta cái kia phóng đáng không bị trói buộc nhân sinh báo trước bạch tiền bối từng nghe bản thân số 2 sủng vật chuột hamster tà ma nhắc qua mặt pháp chi chiến bộ phim này có lẽ ta hẳn là đi xem một chút bộ phim này bạch tiền bối ám đạo ngoại trừ bạch tiền bối bên ngoài tại vũ trụ chỗ sâu một chỗ trên hành tinh bí cảnh tiểu thế giới bên trong một đầu to lớn voi thần ngẩng đầu lên nhìn qua hư không há lại có mới huyền thánh xuất thế a à, voi thần tự nhủ đây là một tôn trường sinh giả Bước ra chính mình đạo, có được thiên mệnh chi tư đại năng. Nếu là thiên đạo có thiếu tình huống dưới, hắn có tư cách đi cạnh tranh thiên đạo chi vị. Nhưng là chẳng biết lúc nào lên, hắn lại đối cạnh tranh thiên đạo, cái đề tài này đã mất đi hứng thú. Tỷ như lần trước thiên đạo chi tranh, viễn cổ thời đại, tốt nhất đảm nhiệm, thiên đạo tùy hứng không làm phía sau nhau ra thánh nhân trấn áp đương thời, tung hoành thiên hạ vô địch, muốn tranh đoạt thiên đạo chi vị. Một năm kia, thật nhiều trường sinh giả ra mặt cùng nho ra thánh nhân tranh đấu, thậm chí còn có vài vị trường sinh giả bị nho gia thánh nhân chém giết, thân tử đạo tiêu. Nhưng này một năm, voi thần trường sinh giả nhưng không có đi cùng nho gia thánh nhân đấu tranh. Sau đó đi lên đẩy ngược đếm ngược thứ hai lần thiên đạo chi tranh, hắn cũng không có rời núi, kết quả chính là vị kia bốc đồng thiên đạo thượng vị. Lại hướng lên đẩy ngược, đếm ngược thứ ba lần thiên đạo chi tranh lúc. Một lần kia, hắn xuất chiến. Nhưng chính là bởi vì một lần kia, hắn tuyệt cạnh tranh Thiên Đạo Tâm Tư. Mơ hồ nhớ kỹ, tại lần kia Thiên Đạo chi tranh lúc, hắn đã trải qua một kiện rất tuyệt vọng sự tình, hắn nếm mùi thất bại, rất thảm loại kia. Thua với đối tượng còn không phải trường sinh giả, mà là một vị vừa tấn thăng không lâu kiếp tiên. Cái kia bại một lần, quá đả kích người, hắn thực sự chậm không đến. Về sau, hắn trở về bản thân quê quán, bắt đầu cấu tạo bản thân bí cảnh thế giới, an tâm trạch lấy Tại bản thân chế tạo bí cảnh thế giới bên trong chơi, thượng đế chúa tể trò chơi. Một lần kia, ta đến cùng bại bởi ai nhỉ? Chỉ nhớ rõ là một cái nho nhỏ kiếp tiên, nhưng là vì cái gì ta không nhớ được hình dạng của hắn rồi. Voi thần Trường Sinh giả lẩm bẩm nói. Thân là Trường Sinh giả, trí nhớ của hắn không có khả năng xảy ra vấn đề. Trừ phi, hắn nhớ bị xóa đi, mà có thể lặng yên xóa đi Trường Sinh giả ký ức, cũng chỉ có thiên đạo đi vị kia đem hắn triệt để đánh bại kiếp tiên, tại một lần kia đại chiến bên trong, trở thành thiên đạo sao. Được rồi, chuyện không liên quan đến ta, thiên đạo chi vị, không thuộc về ta loại này người tầm thường. Voi thần trường sinh giả tự diếu cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu chơi bản thân kiến tạo trò chơi. Hắn muốn đem bản thân tiểu thế giới, cấu tạo thành một phương thiên địa, ở bên trong diễn dịch một cái huyền huyễn võ hiệp tiểu thế giới. Bên trong cư dân, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, từ chư thiên vạn giới di dân tiến vào. Ở cái này bên trong tiểu thế giới, hắn chính là chúa tể. Cùng vị này voi thần trường sinh giả tình huống tương tự, còn có mấy vị khác biệt kiểu dáng trường sinh giả. Mấy vị này trường sinh giả tại ngẩng đầu tùy ý mắt nhìn bạch tôn giả, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh lúc, trong đầu đều hiện lên một đoạn cố sự. Bất quá bọn hắn trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới bạch tôn giả ấn tượng. Cùng thần giống như trường sinh giả, trong trí nhớ của bọn hắn thiếu thốn một bộ phận. Cho nên, suy tư một lát sau, phần lớn trường sinh giả chỉ là âm thầm tán dương một tiếng, cái này tân huyền thánh thật là mỹ. Khen song sau, những này trường sinh giả liền một lần nữa công việc lưu bù lên. Chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, hiện tại bề bột nhiều việc. Bởi vì, một cái đại thời đại sắp xảy ra. Đương kim thiên đạo có thiếu, tất cả kiếp tiên trở lên người tu luyện, trong lòng đều có như thế một cái cảm ứng. Nói cách khác, lần tiếp theo chư thiên vạn giới thiên đạo tranh bá chiến, sắp mở màn. Mà bây giờ thời đại này, không có giống, nhau ra thánh nhân, hoặc viễn cổ thiên đình thiên đế, như thế, có thể hoành áp nhất thế tồn tại. Kể từ đó, thiên đạo chi vị công bằng cạnh tranh, người người đều có cơ hội trở thành thiên đạo. Đây là một cái mỹ hảo thời đại, một cái tràn đầy hy vọng thời đại. Giờ này khác này. Khi, nhân tiền hiển thánh, trong hình ảnh bạch tôn giả đột nhiên thoát hơi phía sau xem trực tiếp chư thiên vạn giới những người tu luyện phát điên. Nếu như, nhân tiền hiển thánh, có đài truyền hình lời nói, sợ rằng sẽ bị tức giận những người tu luyện cho đập mất. Tiếc nuối là, nhân tiền hiển thánh, là thiên địa đại đạo quy tắc thể hiện. Người ta hậu trường đủ cứng, chư thiên vạn giới người tu luyện lại phát điên, cũng lấy nó không có cách nào. Sốt cục, khi chư thiên vạn giới người tu luyện kém chút bị ép điên lúc, sự tình lại phát sinh chuyển cơ. Tại nguyên bản bạch tôn giả chỗ đứng vị trí cách đó không xa, xuất hiện một cái thủy tinh trong suốt hộp. Cái này thủy tinh hộp không biết chuyện gì xảy ra, bang, một tiếng rơi xuống, để chư thiên vạn giới những người tu luyện đều thấy được hắn. Rơi xuống thời điểm, hộp thủy tinh cuồn cuộn lấy mở ra, lộ ra bên trong một đầu cánh tay trái. Đó là một đầu nam tính cánh tay, cơ bắp đều đều, ngón tay thon dài cái cánh tay này trong tay còn đang nắm một chương trống không tờ giấy. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, lập tức nghị luận ẩm ý. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có một cánh tay? Sự có chuyển cơ, cánh tay này bên trên, rõ ràng có thể cảm ứng ra to lớn sinh mệnh lực, là sống lấy cánh tay. Đây là vừa rồi vị kia áo trắng huyền thánh lưu lại cánh tay sao? Hắn có thể hay không lợi dụng cánh tay này, đạt tới trọng sinh nghe nói có chút công pháp tu luyện tới huyền thánh cảnh giới phía sau có thể thích huyết trọng sinh. Đối cực, nhân tiền hiển thánh hình ảnh không có dừng lại, nói rõ vừa rồi vị kia áo trắng huyền thánh còn sống. Tiếp đó, khẳng định là hắn trọng sinh, sau đó ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành ấn. Nếu như hắn lợi dụng cánh tay trọng sinh, vậy thì đồng nghĩa với là ngay trước mặt chúng ta, cho chúng ta biểu thị một loại cao minh, trùng sinh chi pháp đối với chúng ta mà nói là lớn phúc lợi. Đúng, lớn phúc lợi các loại trên ý nghĩa phúc lợi. Tương tự giao lưu, từ chư thiên vạn giới truyền ra. Tống thư hàng đồng dạng nhìn qua hộp thủy tinh, cùng cánh tay này, khóe miệng của hắn bắt đầu không ngừng run rẩy căng gân run rẩy căn bản không dừng được. Cánh tay này, không hề nghi ngờ chính là hắn lưu cho bạch tiền bối dùng để thông tin sử dụng. Trong lòng của hắn phun lên một loại dự cảm không ổn. Cửu châu nhất hào quần, bên trong. Lệ chi tiên tử, cánh tay này diệt phượng công tử không sai được bắc hà tán nhân là tống thư hàng tiểu hữu a lúc trước hắn vẫn không có tay trái còn nói qua tay trái của mình cấp cho bạch tiền bối sẽ bị người nhận ra đi cánh tay này cuồng đao tứ lãng nói tống thư hàng tiểu hữu hiện tại thế nhưng là ngưng tụ thánh ấn tồn tại mọi người chỉ cần thấy được hắn liền có thể biết hắn là bá tống tại loại này thiên hạ không ai không biết ngài trạng thái coi như chỉ thấy một cánh tay mọi người cũng có thể rất nhanh minh ngộ ra đây là bá tống huyền thánh cánh tay tin tức a bá đao tống nhất vọng thiên không thể nào ta cảm giác rất có thể ai thử tìm một cái không biết chân tướng đạo hiếu sau đó để hắn nhìn chằm chằm cánh tay này nhìn xem nói không chừng thật có thể sinh lòng cảm ứng dược sư dùng từ âm lên tiếng nói đông phương lục tiên tử không cần thử bên cạnh ta có một đầu tiểu yêu hắn nhìn chằm chằm cánh tay nhìn một hồi vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói đây không phải bá tống huyền thánh cánh tay nha cùng tam lãng đạo hữu đoán đồng dạng bá đao tống nhất ta có phải hay không dược hoàn ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc đúng vậy ngươi dược hoàn hôm nay liền dược hoàn chỉ cần vừa nghĩ tới tay trái của ngươi bồi tiếp bạch tiền bối độ thiên kiếp ta liền ghen ghét đến trong lòng phát khổ bá đao tống nhất đêm nay không muốn đi trường học của chúng ta thao trường gặp trung thu nghỉ đâu có ba ngày nghỉ ngơi, ai còn lưu tại trường học A? Tống Thư Hàng trả lời. Nhật, Bạch Hạc chân Quân Đạo. Lệ Chi Tiên Tử, bá đao Tống Nhất, ta cảm giác, chỉ cần Bạch Tiền Bối xử lý tốt, người sẽ không xong. Đang khi nói chuyện, nhân tiền hiển thánh thượng hình ảnh lại xuất hiện biến hóa. Bạch Tôn giả bản thể, xuất hiện đang vẽ diện bên trong. Trên người hắn áo trắng có chút tổn hại, một mặt mệt mỏi đi vào hộp thủy tinh một bên, nhặt lên hộp chương 1172, Thánh Hào tuyệt đối không nên hố A. À. Bạch tiền bối lại một lần nữa tiến vào màn ảnh, tại hắn hiện thân thời điểm, trước đó cái kia thoát hơi bạch tiền bối liền biến mất không thấy. Đây là phân thân bị thủ tiêu. Tiếp đó, bạch tiền bối đưa tay tại trên quần áo phất một cái, hắn áo trắng bên trên có lưu quang vận chuyển, trong nháy mắt phía sau áo trắng liền khôi phục như lúc ban đầu. Bạch tiền bối cái này áo trắng là một kiện phòng ngựa cường đại còn mang bản thân chữa trị năng lực pháp bào, hơn nữa còn có thể theo bạch tiền bối tâm ý biến hóa thành các loại bộ dáng. Tống thư hàng lúc trước tiếp bạch tiền bối xuất quan lúc liền đặc biệt hâm mộ hắn cái này pháp bào. Hắn đã từng âm thầm hy vọng mình tại tương lai cũng có thể được một kiện tương tự pháp bào. Đáng tiếc trời không bằng người nguyện, hắn hiện tại pháp bào là hắc thiết thần giáp, phong cách vẽ lệch ra ghê gớm chữa trị xong quần áo phía sau bạch tiền bối đưa tay đem tống thư hàng cánh tay nhặt lên, trong lòng suy tư, như là đã độ xong kiếp, không sai biệt lắm muốn chuẩn bị ra ngoài ăn cơm đi. Nhưng là, trước đó ta cùng thư hàng tiểu hữu nói ban đêm mới có thể độ xong kiếp, không biết hắn chuẩn bị kỹ càng ăn không. Sau đó, tại vạn chúng chú mục dưới, hắn móc ra bút tại tống thư hàng tay trái tấm kia trên tờ giấy trắng viết. Ta độ xong kiếp, chúng ta lúc nào nhân viết đến một nửa lúc, cái này chi bút lại không bút dầu bạch tiền bối lắc lắc bút nửa ngày cũng không viết ra được một chữ loại chuyện này đối với may mắn bạch tiền bối tới nói đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi nghĩ nghĩ phía sau bạch tiền bối đưa tay quăng ra đem bút vứt bỏ sau đó hắn tại tống thư hàng trong lòng bàn tay viết chữ ta độ xong kiếp thư hàng chúng ta lúc nào ăn cơm chuẩn bị kỹ càng ăn sao tống thư hàng hắn cảm giác trong lòng bàn tay ngứa một chút, đồng thời trong lòng của hắn, thật lạnh thật lạnh. Một màn này, thông qua nhân tiền hiển thánh, bị chư thiên vạn giới những người tu luyện thấy được. Mặc dù bởi vì góc độ nguyên nhân, mọi người không nhìn thấy bạch tiền bối đang viết gì chữ. Nhưng cái này tựa hồ càng hỏng bét. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Một mảnh chết đồng dạng yên lặng. Một lát sau, lệ chi tiên tử lên tiếng hỏi, bá đao tống nhất, lại nói, bạch tiền bối còn không biết chính hắn đã ở vào nhân tiền hiển thánh trạng thái sao bá đao tống nhất lệ rơi đầy mặt biểu lộ ta cũng không biết a à. mà nên lấy nhân tiền hiển thánh trực tiếp hình ảnh tống thư hàng cũng không dám cho bạch tiền bối hồi phục như thế hội bại lộ hắn có thể cùng thiên kiếp không gian liên hệ bí mật nếu có rất nhiều người đã nhận ra cánh tay này là tống thư hàng tiểu hữu cánh tay vậy hắn dược hoàn bắc hà tán nhân nói Diệt phượng công tử, khẳng định có rất nhiều người đã nhìn ra, chỉ cần có người nhìn ra, lúc đó đại mạng lưới như thế phát đạt, buổi chiều mọi người liền đều biết cánh tay này là tống thư hàng tiểu hữu Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bị đố kỵ lửa choáng váng đầu óc người, sự tình gì đều có thể làm được tỉ như con nào đó bạch hạc, nói không chừng sẽ cho thư hàng tiểu hữu hạ dược, sau đó đối tiểu hữu làm chút không thể cho ai biết chuyện xấu. Cuồng đao tứ lãng đạo, Bạch Hạc chân Quân giận dữ, tam lãng người đây là muốn chết. Cái này đồ đần, nói hết ra, hắn còn thế nào đi vụng trộm cho thư hàng tiểu hữu hạ dược. Theo đồng đội A, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, đáy biển mộ trận, 50% bán ra. Mộ địa tinh mỹ, phục vụ chu đáo, số lượng nhiều từ yêu, mua ba còn đưa một. Tống thư hàng, đáy biển mộ trận không phải ngư kiều kiều nghiệp vụ sao? Lúc nào giao bá chân quân cũng khai thông cái này nghiệp vụ, hắn đây là cùng nữ nhi đoạt mối làm ăn. Mà lúc này, bạch tiền bối đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đợi chút nữa, ta tại nhân tiền hiển thánh đi, bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Sau đó, vạn chúng chú mục bên trong, hắn đàm định đem tống thư hàng cánh tay trái trang nước động tinh hộp, thu vào. Vậy kế tiếp, có phải hay không muốn ngừng tụ thánh ấn rồi? Bạch tiền bối nhìn qua hư không, lên tiếng kêu lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong hư không, bắt đầu có một chuỗi phù văn ngưng tụ rơi vào bên cạnh hắn. đây là nhân tiền hiển thánh bước thứ hai ngưng tụ thành ấn. cửu châu nhất hào quần, bạch tôn giả thánh hào hẳn là đạo hiệu của hắn. bạch đi. bắc hà tán nhân nói tạo hóa pháp phương không sai được. bạch tiền bối cho tới nay đều chỉ dùng cái này một chữ độc nhất đạo hiệu. từ hôm nay trở đi chúng ta muốn đổi xương hào không còn là bạch tôn giả mà là bạch thánh quân hoặc là dứt khoát là bạch thánh. Khục, kỳ thật, ngoại trừ, bạch, cái này đạo hiệu bên ngoài, bạch tiền bối còn có một cái khác xưng hô. Chỉ là các người đều không để ý đến mà thôi. Lúc này, phá dương kích quách đại xuất hiện đạo. Lần này hắn hiện thân, khó được không có xoa đầu chó. Bạch tiền bối còn có cái khác xưng hô, ta làm sao không có ấn tượng. Bác Hà Tán Nhân nghi ngờ nói, hắn nhưng là trong đám tin tức thông. Đừng quên, bạch tiền bối thẻ căn cước, phía trên danh tự thế nhưng là Tống Bạch a. Phá Dương kích quét đại nói, cho nên các người nói tại Thánh Hào xuất hiện lúc sẽ xuất hiện hay không, Tống Bạch Thánh quân, loại hình tuyển hạng. Ngọa Thảo, Bạch Hạc chân quân nổi giận, họ Tống, người đêm nay chết chắc. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết Bạch Hạc thần chảo uy lực. Tống thư hàng phản kích nói, cái này lại quan ta chuyện gì a, thẻ căn cước là Tuyết Lang tiền bối làm a. Tuyết Lang động chủ, cái này nồi ta không bối a tuyết lang động chủ, bởi vì, bạch, một chữ, không dễ làm thẻ căn cước. Lại thêm, lần này là tống thư hàng tiểu hữu tiếp bạch tiền bối xuất quan, cho nên ta tiện tay cho bạch tiền bối ấn cái họ tống. Điều này cũng không có thể trách ta a à. Nếu như, ta nói là nếu như, bạch tiền bối thật sự xuất hiện, tống bạch thánh quân, tuyển hạng, như vậy ta cảm thấy tống thư hàng tiểu hữu đoán chừng sống không quá ba tập. Diệt phượng công tử thản nhiên nói muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, cho nên, thư hàng tiểu hữu đáy biển mộ trận, 50% bán ra. Mộ địa tinh Mỹ, phục vụ chu đáo, số lượng nhiều tự yêu, mua ba còn đưa một, người quen ta còn có thể cho cái gãy thượng chiết. Tống thư hàng, tống bạch chân quân, tống bạch huyền thánh. Lấy bạch tiền bối tính cách, hẳn là sẽ không tuyển dạng này đạo hiệu A. Nhân tiền hiển thánh trong hình ảnh. Bạch tiền bối bên người phù văn rốt cục ngưng tụ thành hình, theo thứ tự là một cái viễn cổ thời đại phù văn, một cái phồn thể chữ hán cùng giản thể chữ hán. Cũng may không có xuất hiện, tống bạch, loại hình chữ, ba cái đều là chỉ cần một, bạch chữ. Bạch tiền bối tiện tay tại giản thể chữ hán phía trên một chút xuống, lựa chọn lấy cái chữ này làm bản thân, thánh ấn. Tống thư hàng nhìn thấy một màn này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ông, trong hư không, thánh ấn triệt để thành hình. Đó là một phương cổ pháp mỹ quan thánh ấn, thánh ấn thượng lại chia ba nghiên cứu. Trên đó phân biệt dùng, viễn cổ thời đại văn tự, phồn thể cùng giản thể ba loại văn tự, viết lấy bạch tiền bối thánh hào. Bạch thánh, mới huyền thánh, bạch thánh, thiên niên đệ lục thánh. Chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng đọc thầm cái này thánh hào, đồng thời cái này thánh hào hội lạc ấn tại tất cả những người tu luyện trong đầu, để bọn hắn một mực khác trong tâm khảm. Thánh hào xác định, thánh ấn ngưng tụ, một loại huyền thánh uy nghiêm bao phủ bạch tiền bối thân thể cùng phân thân khác biệt bạch tôn giả bản thể có ý thức thu liễm bản thân cái kia đặc thù mị lực lúc này bạch thánh vẫn như cố tuấn mỹ vô song nhưng không giống trước đó như thế nhiếp nhân tâm phách thiên kiếp thế giới bên trong bạch tiền bối tóc dài không gió mà bay mượn ngưng tụ thánh ấn giai đoạn hắn tình trạng đã khôi phục lại tốt nhất đây mới thực sự là huyền thánh khí chất A, không tự chủ được Chứ thiên vạn giới những người tu luyện, trong lòng đều phun lên một cái ý niệm như vậy. Gần nhất liên tiếp xuất hiện sáu vị huyền thánh, thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh mặc dù ra sân bá khí, tùy thân bổ sung uy nghiêm công đức nữ đế, nhưng lúc đó bá tống huyền thánh là cái đầu chọc hình tượng, khí chàng tiên thiên không đủ. Phía sau thứ hai ba bốn thánh, kinh sợ không được, quả thực là huyền thánh giới hắc lịch sử, lược qua không đề cập tới. Thiên niên đệ ngũ thánh bí đao huyền thánh, lại là cái không đi đường thường huyền thánh, hắn am hiểu phòng ngự chi đạo. Mai rùa phòng ngự lưu huyền thánh, đứng ở đó lúc, đồng dạng tại khí chất thượng liền thua người một bậc. Hồi tưởng lại, năm nay hiển thánh sáu đại huyền thánh, cũng chỉ có vị này, bạch thánh, phong cách vẽ đẹp mắt, đứng đấy bất động đều có thể hiển lộ rõ ràng huyền thánh phong thái. Thanh ấn ngưng tụ, nhân tiền hiển thánh, giai đoạn kết thúc. Sau đó, tiến vào, huyền thánh giảng pháp, giai đoạn. Đối với bát phẩm huyền thánh tới nói, độ kiếp kết thúc, còn không tính chân chính kết thúc. Bởi vì huyền thánh giảng pháp rất trọng yếu, ở cái này giảng pháp quá trình bên trong, là một cái thu thập công đức chi lực quá trình. Nếu như huyền thánh giảng pháp nội dung không đủ, thu thập công đức chi lực không đủ để triệt tiêu chi tâm ma kiếp, cái kia huyền thánh rời đi thiên kiếp thế giới trước, còn cần trải qua một đợt tâm ma kiếp. Bạch Tiền bối tiến vào huyền thánh giảng pháp hình thức. Vừa rồi Bạch tiền bối tại hủy bỏ phân thân thời điểm, phân thân trước đó viết xong, huyền thánh giảng pháp bản thảo, liền rơi vào trong tay hắn. Thật cao hứng có thể có cơ hội như vậy, cho mọi người tâm sự tu luyện kinh nghiệm. Bạch tiền bối mỉm cười, nói, bởi vì ta hội đồ vật rất nhiều, rất loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, tự cùng mọi người giảng một chút ta tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật đi. Ta thích tốc độ. Bạch tiền bối ưa thích tốc độ, nhanh đến cực hạn cái chủng loại kia, Cửu Châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu nghe được lời mở đầu này lúc, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được Bạch Tiền Bối muốn giảng cái gì. Ngàn phá vạn phá, duy khoái bất phá, câu nói này tuy nói có chút phiến diện, nhưng là tốc độ hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Mà lại, tốc độ nhanh, rất kích thích, tiếp đó, ta cho mọi người nói một chút tốc độ tăng lên mấy loại thông thường thủ đoạn. Một là thông qua ngoại lực, từ trận pháp vào tay. Hai là sử dụng cao minh, độn pháp, từ bản thân mình vào tay. Ba là sử dụng thiên tài địa bảo chế tác pháp khí, từ ngoại vật vào tay. Đây là tương đối thường dùng mấy loại thủ đoạn, mà nếu như mọi người cần luyện tay, thí nghiệm trở lên ba loại thủ đoạn, ta có thể hướng mọi người đề cử một hạng có thể so với phi kiếm giải thi đấu, hoạt động xe đẩy giải thi đấu. Bạch tiền bối chân thành nói. Sau đó, bạch tiền bối liền ngay trước mặt chư thiên vạn giới, bắt đầu nói về xe đẩy giải thi đấu kích thích cùng chỗ tốt. Tức có thể giải trí, nhấm nháp kích thích, lại có thể tại tranh tài lúc, đem luyện khí, trận pháp, độn thuật, cải tạo các loại kinh nghiệm, toàn bộ dung nhập vào xe đẩy phía trên. Chư thiên vạn giới những người tu luyện một mặt mộng bức. Chờ đã, chúng ta có phải hay không đi nhầm trực tiếp ở giữa rồi? Đây là huyền thánh giảng pháp. Vì cái gì chúng ta đang nghe lại là xe đẩy giải thi đấu. Nếu không phải đang nghiêm túc giảng pháp vị này là thứ sáu thánh, bạch thánh, chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện hội hất bàn, Bất quá rất nhanh, một số tỉ mỉ người tu luyện phát hiện, Bạch Thánh, tại giảng giải xe đẩy giải thi đấu lúc, ở giữa gia nhập rất nhiều liên quan tới trận pháp, độn thuật, luyện khí, chi thức. Mà lại, giảng giải thông tục dễ hiểu, lại có, xe đẩy, đối đầu chiếu, rất dễ lý giải. Đây chẳng lẽ là một loại độc môn, giảng pháp thủ đoạn. chương 1173, trực tiếp ăn cơm thu nhập một tháng trăm vạn. Theo bạch tiền bối giảng pháp chậm rãi triển khai, càng ngày càng nhiều người tu luyện, phát giác được, Bạch Thánh, giảng pháp bên trong ẩn tàng phúc lợi. Nhìn qua, Bạch Thánh, giảng chính là xe đẩy giải thi đấu, nhưng cả bản giảng pháp bên trong liên quan tới, trận pháp, phù văn chế tác, pháp khí luyện chế, loại hình tri thức điểm rất phong phú. Thông thiên giảng pháp cẩn thận hồi tưởng một chút, hoa quả khô 10 phần, thành ý tràn đầy. Lại thêm là dùng giảng giải, xe đẩy giải thi đấu, loại phương thức này mang ra những kiến thức này điểm giảng pháp nghe sẽ không làm khô hiện vị. Loại cảm giác này, phảng phất như là một số ngụ ý cố sự, đang nghe chuyện xưa thời điểm, liền có thể để cho người ta bất chi bất giác nắm giữ một số tri thức. Bất chi bất giác, chư thiên vạn giới những người tu luyện, nghe như si như say. Sau đó, cùng bá tống huyền thánh giảng pháp lúc đồng giảng, bạch thánh, giảng pháp dần vào giai cảnh lúc, có đại đạo ở giữa quanh quẩn lại có đại đạo pháp tác hóa thành tường vân, linh chi, đóa hoa, linh diệp tại bạch thánh thân bên cạnh hiển hiện. Cuối cùng, khi bạch thánh giảng pháp tiến vào kết tốc độ thiên thời điểm, một loại tiếp một loại đại đạo dị tượng thay phiên xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Cái gì lý ngư dược long môn dị tượng, vạn giảm tử hà dị tượng, kỳ lân đạp không, linh hồ bái nhật, tranh nhau chen lấn xuất hiện, sợ trễ không có cơ hội ra sân. Bạch thánh giảng pháp, đơn giản thành, đại đạo dị tượng, tập hợp chỉ cần là có ghi chép, giảng pháp dị tưởng, cơ hồ đều tại Bạch Thánh giảng pháp hiện trường xuất hiện qua. Một số lão huyền thánh nhóm đều nhìn ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị nào huyền thánh giảng pháp lúc, dị tưởng sẽ thêm đến loại trình độ này. Bạch Thánh, giảng pháp, thật sự có như thế diệu sao? Bọn hắn cũng thừa nhận Bạch Thánh giảng pháp rất là khéo, là huyền thánh giảng pháp bên trong khó được tinh phẩm giảng pháp. Nhưng là, trước mấy thời gian, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, Bá Tống Huyền Thánh, ngày đó có thể nói là kiếp tiên giảng pháp đạo tạng giảng pháp, cũng không có nhiều như vậy dị tượng hiển hiện a. À. Chẳng lẽ nói, đại đạo dị tượng cũng là xem mặt, bởi vì Bá Tống Huyền Thánh, nhan trị không đủ, cho nên đại đạo dị tượng số lượng đều không đạt tiêu chuẩn. Khục, kỳ thật Bá Tống Huyền Thánh nhan trị cũng còn tốt. Không nói cái này, như thế đồng đảo giảng pháp dị tượng, đến lúc đó Bạch Thánh giảng pháp kết thúc lúc, hội ngưng tụ nhiều kinh khủng công đức chi lực uy tín lâu năm huyền thánh nhóm trong lòng âm thầm suy đoán. Đến lúc đó, cái này bạch thánh có thể hay không trực tiếp ngưng tụ ra cụ hiện hóa công đức chi lực đến. Bạch thánh giảng pháp, chậm rãi tiến vào khâu cuối cùng. Mặc dù chư thiên vạn giới người tu luyện còn muốn lại nhiều nghe một hồi, nhưng bạch thánh cũng không có khả năng thật sự giảng trước mấy ngày mấy đêm. Mà lại, bạch thánh giảng pháp đã là thành ý tràn đầy, chư thiên vạn giới những người tu luyện thu hoạch to lớn cưỡng cầu nữa bạch thánh kế tục giảng pháp đều có chút ngượng ngùng nhưng là tốt không nỡ ta rất muốn nhìn lấy bạch thánh tiếp tục giảng pháp bộ dáng ta chỉ cần nhìn lấy bạch thánh liền có thể ăn hai bát cơm trắng ta nguyện lấy cả đời tiết tháo đổi bạch thánh giảng pháp vĩnh viễn không bao giờ hoàn tất cả đời quá ngắn ta nguyện lấy cửu thế tiết tháo đổi bạch thánh nhiều một đoạn giảng pháp nhiều ngồi một hồi đấy bạch thánh không cần giảng pháp cứ như vậy ngồi để cho chúng ta nhìn nhiều một hồi a. À. Bạch Thánh, chúng ta ước ước ước. Đúng a, à, không cầu tiếp tục giảng pháp, để cho ta lại nhiều nhìn một chút cũng tốt. Bạch Thánh, Bạch Thánh, ta muốn cho ngài sinh con. Bạch Thánh lại nhiều ngồi một hồi, lại nhiều lưu vài phút đi. Chư thiên vạn giới người tu luyện bên trong, có một nhóm người bắt đầu phát ra tiếng lòng của mình. Thân là chính quy tấn thăng huyền thánh, Bạch Tiền bối giống như bí đao thánh quân có thể tiếp thu được một bộ phận, Chư Thiên Vạn Giới người tu luyện nhóm phát ra phản hồi thanh âm. Bạch Tiền Bối bình tĩnh ngồi, suy tư một lát, sau đó nghiêm túc trả lời, "Không được, ta muốn đi ăn cơm đi." Mãnh liệt như vậy hồi phục, Chư Thiên Vạn Giới người tu luyện đều tìm không ra lý do đến tiếp tục lưu người. Thật không cam lòng, hận a à Bạch Thánh hiện tại ở vào Thiên Kiếp thế giới, nếu không chúng ta nhất định có thể đem thiên hạ thứ ăn ngon nhất đưa vào đi. Chỉ cần Bạch Thánh ngồi ở kia ăn cơm chúng ta lẳng lặng ở bên cạnh nhìn, đều vừa lòng thỏa ý. Có tu sĩ kêu lên. Hắn, gây nên ra chung quanh đồng bạn một trận đồng ý. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Đông phương lục tiên tử, 2333, không được, cười hỏng. Ta bên này có rất nhiều đại yêu đang thương lượng muốn hay không chuẩn bị tiệc, cho bạch tiền bối đưa đi. Mà lại, rất nhiều đại yêu đều hy vọng lẳng lặng canh giữ ở một bên, nhìn lấy bạch tiền bối ăn cơm. Tống thư hàng hắn nghe nói qua hiện tại rất nhiều dẫn chương trình cùng người xem rất kỳ hoa, có trực tiếp ngủ, có trực tiếp ăn cơm, có trực tiếp làm bài tập, trực tiếp sinh bệnh, mà lại người xem còn rất không ít. Hắn một mực không thể nào hiểu được, ngồi ở máy tính, điện thoại trước, nhìn dẫn chương trình ăn cơm cùng đi ngủ, đến cùng có ý gì. Không nghĩ tới, tu chân giới cũng có người muốn nhìn trực tiếp ăn cơm. Thiên hạ không có không tan buổi tiệc, dù cho chư thiên vạn giới người tu luyện lại thế nào không bỏ, Bạch Thánh giảng pháp vẫn là kết thúc. Sau đó, Bạch Thánh tính tỏa, tiến vào huyền thánh tấn cấp cái cuối cùng giai đoạn chư thiên vạn giới công đức gia thân. Chư thiên vạn giới người tu luyện, nghe xong huyền thánh giảng pháp phía sau dựa theo trong bọn họ tâm thỏa mãn cùng chờ mong, loại này, ý chí, hội hóa thành một cổ cùng loại tín ngưỡng chi lực lực lượng, hướng bạch tiền bối ngưng tụ. Mà khi cái này đạo cùng loại tín ngưỡng chi lực năng lượng rơi vào bạch tiền bối bên người thời điểm, lại hội đi qua đại đạo pháp tác chuyển hóa, hóa thành đầy trời công đức chi lực dáng lâm trên người bạch tiền bối quyền thánh giảng pháp vì chư thiên vạn giới người tu luyện giảng pháp hữu giáo vô loại đây là to lớn minh mông công đức lúc đó tống thư hàng giảng pháp kết thúc lúc bởi vì hắn giảng đạo tạng thuộc về kiếp tiên cấp độ giảng pháp vượt xa những người tu luyện chờ mong thậm chí rất nhiều huyền thánh cấp đại lão cũng nghe vừa lòng thỏa ý cho nên tống thư hàng lúc ấy lấy được công đức chi lực rất khổng lồ công đức chi lực như mưa rào tầm tã đáp xuống hắn cùng công đức xả mỹ nhân trên người. Bạch tiền bối lấy được công đức chi lực, đồng dạng như mưa rào tầm tã. Mà lại, cái này mưa to càng lớn càng lớn, cuối cùng trận này công đức chi vũ cũng bắt đầu biến thành công đức mưa đá. Bạch tiền bối trên người, công đức chi lực nhanh chóng trồng chất. Tại hiển thánh trước đó, bạch tiền bối nguyên bản trên người bao nhiêu cũng có chút công đức chi lực, bất quá hắn cũng không có chuyên môn tu luyện qua công đức, công đức chi quang cũng vừa mới ngưng tụ thành hình. Mà bây giờ, bạch tiền bối công đức chi quang tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, hoàn thành chất biến. Ngay sau đó, lại bắt đầu cụ hiện hóa. Một cây hình trụ tròn công đức chi trụ, sau lưng bạch tiền bối hiển hiện. Đây cũng là một loại nào đó sự vật hình thức ban đầu. Lúc trước Tống Thư Hàng ngưng tụ công đức xà mỹ nhân trước đó, còn có một cái, người diêm, giai đoạn. Quả nhiên, theo giữa thiên địa công đức chi lực không ngừng giáng lâm, bạch tiền bối sau lưng công đức chi trụ bắt đầu sinh ra tỉ mỉ biến hóa, mơ hồ trong đó, hình trụ bắt đầu biến hóa thành một cây đại thụ. Thân cây thẳng tắp, lại có cảnh hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Mấy chục giây phía sau trụi lùi trên nhánh cây bắt đầu ngưng tụ ra từng mảnh từng mảnh lá cây vàng óng. Một gốc gần cao 10 mét công đức chi thụ, sau lưng bạch tiền bối hóa hình, sinh động như thật. Quả nhiên, bạch tiền bối ngưng tụ công đức chi quang, trực tiếp nhảy qua mấy cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào cụ hiện hóa cấp độ. Cửu châu nhất hào quần. Bắc Hà Tán Nhân, ta liền biết lại là dạng này, bạch tiền bối công đức chi quang quả nhiên cụ hiện hóa. Dù sao cũng là bạch tiền bối, ta dám cực hai bao là điều, coi như bạch tiền bối ngồi ở kia bất động, huyền thánh giảng pháp sau khi kết thúc, hắn thu đến lấy công đức chi quang cũng đủ làm cho hắn ngưng tụ ra phong phú công đức chi lực. Lạc Trần chân Quân Đạo, Lệ Chi Tiên Tử lại nói bạch tiền bối ngưng tụ ra cái này công đức chi thụ, là cái gì cây? Có nguyên hình sao, ta tương đối hiếu kỳ điểm này. Nhìn loại này gần cao 10 mét cây, nguyên hình rất nhiều đi. Cây này lá nhìn qua cũng quái lạ, có lẽ chỉ là theo bạch tiền bối tâm ý, tùy tiện mọc ra. Thôn vân tăng đảo, cuồng đao tứ lãng, nha, thôn vân đại sư người còn sống a Người không chết ở tạo hóa đạo hữu trong tiếng ca. Từ khi ta quả quyết đem chính mình màng nhĩ đâm thủng phía sau cảm giác đã tốt lắm rồi. Ngoại trừ đầu óc còn có chút chấn động, lên mạng trò chuyện cái trời đã không có vấn đề. Chờ thêm mấy ngày, ta đi làm cái màng nhĩ chữa trị giải phẫu. Thôn Vân Tăng bình tĩnh đạo: "Tống thư hàng, ta nhìn cây này lá, giống như có điểm giống." Dương Mai cây lá cây. Tống thư hàng tiểu hữu vừa nói như thế, tựa hồ thật là có chút giống. Bắc Hà tán nhân xác định đạo: "Dương Mai" loại cây này, có cái gì cắt tường báo hiệu sao? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Tống thư hàng, có lẽ, là bởi vì bạch tiền bối thích ăn dương mai nguyên nhân. Trò chuyện ở giữa, bạch tiền bối sau lưng công đức chi thụ bên trên, kết xuất từng mai từng mai hình cầu tiểu quả thực. Thật sự là dương mai, bạch hạc chân quân đạo. Không sai được, mặc dù là từ công đức chi lực ngưng tụ mà thành, trái cây này đều là vàng óng ánh nhan sắc. Nhưng bộ dáng này, là dương mai không sai công đức kim dương mai, hảo cao đại thượng dáng vẻ. Mà lúc này, tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt, bạch tiền bối xoay đầu lại, nhìn về phía mình sau lưng công đức chi thụ, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó, bạch tiền bối quay người, nhón chân lên, tại bản thân công đức chi thụ thượng tháo xuống một trái. Cái kia vàng óng ánh trái cây thật đúng là bị tháo xuống. Trái cây nằm tại bạch tiền bối trong lòng bàn tay, như nước trong veo dáng vẻ, nhìn qua vui mừng người mắt. Bạch tiền bối nhìn qua cái này trái cây, trầm tư ước chừng một giây. Sau đó, hắn quả quyết đem cái này hoàng kim dương mai nhét vào trong miệng. Một lát sau, bạch tiền bối trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đột. Cái này công đức trái cây hương vị, hiển nhiên rất phù hợp bạch tiền bối khẩu vị. Bản thân công đức chi quang kết xuất trái cây, lại còn có thể hái xuống ăn hết. Lần này, tu chân giới lại phải thêm ra một cái nghiên cứu chủ đề kế lần trước bá tống huyền thánh hiển thánh lúc luận đại đạo dị tướng lúc sinh ra hoa sen có thể ăn được hay không bên ngoài, lại một cái mới chủ đề luận tự thân công đức chi quang kết trái cây có thể ăn được hay không cũng phải mang lên nghiên cứu bình đài. Một bên khác, bạch tiền bối vẫy tay, lấy ra một đầu cái hộp nhỏ, đem mở ra. Một đầu liếu thụ yêu được phóng thích đi ra, rơi vào thiên kiếp thế giới, cũng xuất hiện tại chư thiên vạn giới những người tu luyện trong ánh mắt. Ngọa thảo, bạch thánh tại độ bát phẩm thiên kiếp thời điểm, còn tùy thân mang theo bản thân yêu sủng. Liễu thuộc yêu khinh vũ được thả ra phía sau đầu tiên là mê mang ngắm nhìn bốn phía. Khi nàng nhìn thấy gốc cây kia vàng óng ánh dương mai cây lúc, trong nội tâm nàng đã minh ngộ tới. Thân là một đầu, tự động nhặt bảo, yêu sủng bảo bảo, khinh vũ rất rõ ràng trước trách của mình. chương 1174, không bằng tự treo đông nam nhánh. Liễu yêu đem chính mình nhánh cây kéo dài ra, nàng nhánh cây so với nhân loại tay còn muốn linh xảo, đem hoàng kim thụ thượng trái cây nhanh chóng lấy xuống, đưa cho chủ nhân. Động tác của nàng liền cùng dây chuyền sản xuất đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, công nước trên cây kết hoàng kim dương mai đã bị hái được một nửa. Trái cây bị chứa vào đến một cái trong dương gỗ, đưa tới bạch tiền bối bên người. Thân là hợp cách, tự động nhặt bảo, yêu sủng, khinh vũ trên người mang theo mấy cái túi càn khôn, bên trong chứa các loại đạo cụ. Bình, dương, vạc, hộp loại hình dùng để chở bảo bối khí cụ thì càng nhiều. Nhật bảo, nàng đã là chuyên nghiệp. Bạch tiền bối từ trong dương gỗ chọn lấy cái dương mai, nhét vào trong miệng, sau đó ánh mắt của hắn nheo lại. Hương vị rất chính. Cửu châu nhất hào quần. Tống thư hàng, trái cây này vậy mà thật có thể ăn a. À? Chỉ sợ cùng thư hàng tiểu hữu công nước xà mỹ nhân đồng giạc, bạch tiền bối cái này công nước cây cũng là biến dị phẩm loại. bắc Hà Tán Nhân nói. Lệ chi tiên tử, ta đột nhiên nhớ tới Tống Thư Hàng, thiệt sán liên hoa, dị năng, có thể ăn năng lượng hoa sen. Tống Thư Hàng, người đem bạch tiền bối cho mang sai lệch. Cái này nồi đều có thể vung ra trên đầu ta đến. Ngàn dặm bay nồi sao. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, nói cái này không thể oán ta đi. Mặt khác, đã cái này Hoàng Kim Dương Mai thật có thể ăn, chư thiên vạn giới những người tu luyện nói không chừng có thể nhìn thấy một cái rất thú vị hình ảnh. Bạch Hạc Trân Quân, cái gì hình ảnh? Tống Thư Hàng, đột 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 hình ảnh. Bạch Hạc Trân Quân, giảng tiếng người A, hỗn đản. Hôm nay ta nhìn ngươi rất khó chịu, ta hiện tại đố kỵ lửa đang thiêu đốt hừng ngực, ngươi có biết không? Tống Thư Hàng, ngươi xem xuống đến liền biết rồi. Ta luôn cảm thấy, ngươi tại hướng ta khoe khoang. Ba Tống, đêm nay chúng ta văn châu gặp, ta muốn để ngươi nếm thử ta Bạch Hạc Thần Thối lợi hại. Bạch Hạc Trân Quân cả giận nói a à, thượng một đợt không phải là bạch hạc thần chảo à tại sao lại biến thành bạch hạc thần thối rồi cuồng đao tứ lãng hiếu kỳ nói ta là hạc là hạc là loài chim chân của ta chính là móng vuốt người có ý kiến gì không bạch hạc chân quân cả giận nói cuồng đao tứ lãng thật xin lỗi ta không có ý kiến kỳ thật ta lúc đầu chỉ là muốn hỏi một chút bạch hạc thần chảo cùng bạch hạc thần thối có phải hay không một bộ tuyệt kỹ đến Tam Lãng cảm giác Bạch Hạc Chân Quân hôm nay tổng là tại giận đỗi hắn. Hôm nay hắn đắc tội Bạch Hạc Chân Quân rồi. Tống thư hàng tới. Bạch Hạc Chân Quân, cái gì? Lúc này, trực tiếp trong hình ảnh, Bạch Tiền Bối chẳng biết lúc nào hướng trong miệng lớp 78 khỏa Dương Mai. Tốc độ của hắn quá nhanh, khán giả đều không thấy rõ ràng động tác của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy màn ảnh lóe lên, Bạch Tiền Bối hai cái quai hàm phình lên. Sau một khắc, đột 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 hột tựa như đạn đồng dạng bị bạch tiền bối phun ra, toàn bộ rơi vào bên cạnh một cái khác trong dương. Cái dương này cũng là liễu thụ yêu khinh vũ ngay từ đầu chuẩn bị xong. Công đức dương mai hột, cũng là vàng óng ánh, toàn bộ từ công đức chi lực ngưng tụ mà thành. Tại thụ yêu khinh vũ xem ra, đây cũng là bảo bối, không thể để cho chủ nhân tùy ý lãng phí hết. Trước cất giữ lấy, có lẽ có thể có diệu dụng. Sau đó, màn ảnh lại là hết thảy bạch tiền bối hai cái quai hàm lại phồng lên. Đột 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 hột lại một lần nữa chính xác rơi vào một cái khác cái dương. Đối với chư thiên vạn giới người tu luyện tới nói, đây chính là chính thức phát phúc lợi. Bạch thánh như thế manh, rất muốn cứ như vậy ngồi yên lặng, nhìn lấy hắn ăn dương mai, ăn vào thiên hoang địa lão. Nhưng thật đáng tiếc, bạch tiền bối không có muốn tiếp tục phát phúc lợi ý tứ. Ăn hai làn sóng phía sau hắn đột nhiên vung tay lên một cái, đem mấy dương dương mai đều thu vào. Quả nhiên, hoa quả vẫn là sau khi ăn xong ăn, hiện tại đi trước ăn cơm. Bạch tiền bối nói khẽ. Sau lưng, thụ yêu khinh vũ cũng đình chỉ hái quả động tác. Công đức trên cây dương mai số lượng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn có không ngừng tăng nhiều xu thế. Đây là bởi vì bạch tiền bối tại, đột đột đột, thời điểm, chư thiên vạn giới lại là một đợt kinh khủng công đức chi quang ngưng tụ giáng lâm. Cái này một đợt công đức chi quang, không chỉ có đem công đức chi thụ kéo dài 4-5 mét, đạt tới 20 mét độ cao, càng làm cho công đức trên cây mọc đầy càng nhiều trái cây. Khinh vũ đã hái được mấy dương dương mai, nhưng hái còn không có sinh trưởng nhanh. Kết thúc A, à, ta muốn rời đi, bạch tiền bối hướng về phía thiên kiếp thế giới kêu lên. Nhưng mà, đỉnh đầu công đức chi quang còn tại liều mảng hạ xuống, công đức chi quang còn chưa kết thúc. Nhiều công đức như vậy chi quang vô dụng A, à, từ bỏ, ta rời đi trước. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Đáp lại hắn, là càng nhiều, mãnh liệt hơn công đức chi quang. Đoán chừng là chư thiên vạn giới những người tu luyện nghẹn gần nổ phổi, đang cho hắn soát công đức chi lực. Phía sau hắn công đức cây càng lúc càng lớn, trên đó hoàng kim dương mai cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, cái này công đức cây chỗ sung yếu lấy trăm mét độ cao sung thứ. Bạch tiền bối. Một lát sau, bạch tiền bối đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đúng rồi, thử một chút có thể hay không phân điểm cho người khác. Sứt lời, bạch tiền bối đem cái kia hộp thủy tinh mở ra, lộ ra một cánh tay trái. Cánh tay trái này, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều nhìn quen mắt bởi vì cái đồ chơi này, tự mang người giới thiệu vắn tắt. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, những người tu luyện trong lòng liền có thể tự nhiên mà vậy sinh ra minh ngộ. Đây là thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh cánh tay. Cũng không biết tại sao lại xuất hiện tại bạch thánh trong tay. Bạch Tôn Giả đưa tay, đem Tống Thư Hàng cánh tay trái hướng công đức trên cây ném đi. Đáng thương cánh tay trái cứ như vậy bị treo ở trên nhánh cây. Khổng lồ công đức chi lực rơi xuống, trong đó có một bộ phận rơi vào Tống Thư Hàng trên cánh tay trái, cũng dung nhập trong đó. Cùng Bạch Tiền bối thiết tưởng đồng dạng, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý, từ không trung hạ xuống công đức chi lực, liền có thể tiến vào Tống Thư Hàng cánh tay, trở thành Tống Thư Hàng công đức một bộ phận. Bạch Tiền bối thí nghiệm thành công hai lòng vật đầu cửu châu nhất hào quần bắc hà tán nhân người sống một đời không như ý không bằng tự treo đông nam nhánh cuồng đao tứ lãng kinh thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh tay trái tại sao lại bị treo tại nhánh cây tam lãng đạo hữu công lực không được a à, xem ta Điên thiên đảo chủ nói chấn kinh kim sắc đại thụ bên trên vậy mà treo một đầu huyền thánh cấp bậc tay trái cái này tay trái đến cùng là vì sao bị treo tại trên nhánh cây? Chủ nhân của nó là ai? Lại là bởi vì nguyên nhân gì bị treo tại trên đại thụ? Xin nghe cửu châu số 1 thăm dò kênh đêm nay 5 điểm, vì ngài giải khai bí mật kinh thiên. Điên điềm phó đảo chủ, chấn kinh, thiên hạ đệ nhất thánh bá tống tay trái, lại bị vô tình treo tại đại thụ bên trên, tàn nhẫn như vậy đối đãi bá tống huyền thánh tay trái hung thủ đến cùng là ai? Xin nghe cửu châu số 1 thám tử kênh đêm nay 6 giờ vì ngài phân tích trên nhánh cây tay trái, vụ án. Đông phương tĩnh tuyết, ta cho các người phối cái bối cảnh âm nhạc, vừa tìm tới một ca khúc, lão thú vị. Ca từ là làm ẩu tay trái hô, hô 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 làm ẩu tay trái, hô, hô hô hô, hô lão chuẩn xác. Tống thư hàng, tốt a, à, các tiền bối các người chơi vui vẻ liền tốt. Tâm hảo tắc, một ngày kia, hắn nếu là lăn lộn thành, cửu châu nhất hào quần, nhân viên quản lý, Nhất định phải làm cho mấy vị này Tam Lãng bệnh nặng chứng người bệnh nếm thử phòng tối tư vị. Chờ đã, nói lên Tam Lãng bệnh, chính hắn trạng thái cũng không đúng lắm. Tâm thật mệt mỏi, tại Cửu Châu nhất hào quần tiền bối trong mắt, hắn có thể hay không cũng là trọng chứng người bệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tống thư hàng cảm giác mình tay trái ẩn ẩn nóng lên. Đó là tay trái tích lũy đại lượng công đức chi quang nguyên nhân. Chờ mình tay trái trở về phía sau bộ phận này công đức chi lực hẳn là có thể dung nhập công đức xả mỹ nhân bên trong a. Thiên kiếp thế giới bên trong, Bạch Tiền Bối ngẩng đầu nhìn phía sau mình càng lúc càng lớn công đức cây, trên bầu trời công đức chi vũ vẫn là không có dừng lại ý tứ. Đúng rồi, ta kém chút đem hắn quên mất, Bạch Tiền Bối đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Nói, hắn lại lấy ra một cái dương lớn, quan tài bộ dáng loại kia. Dương lớn bị mở ra, Lộ ra bên trong một cái sắc mặt trắng bệch tu sĩ Thiên nhiên đệ tam thánh thường viễn tử huyền thánh Đạo môn tam túng chi nhất Giờ khắc này, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều sôi trào lên Vì cái gì thường viễn tử huyền thánh còn tại thiên kiếp thế giới Cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp bá tống huyền thánh đều đã trải qua trở về hiện thế A à? Nghe nói thiên nhai tử huyền thánh còn có thất sinh phủ huyền thánh cũng đều trở về Thường Viễn Tử Huyền Thánh vì cái gì không có trở về? Mà lại hắn tình trạng tựa hồ có điểm gì là lạ. Sắc mặt trắng bệch, tựa hồ hãm sâu tại tâm ma bên trong. Mà một số uy tín lâu năm Huyền Thánh, trong lòng minh bạch nguyên nhân. Thường Viễn Tử không đem Huyền Thánh giảng pháp coi là chuyện đáng kể, tại Huyền Thánh giảng pháp thời điểm, lại lợi dụng cơ hội này hướng Biệt Tuyết Tiên Cơ tỏ tình. Như Thường Viễn Tử bản thân liền có được khổng lồ công đức chi lực như giống lúc trước bá tống huyền thánh như thế, thì cũng thôi đi. Nhưng thường viễn tử bản thân cũng không có bao nhiêu công đức chi lực, tỏ tình tác tử phía sau không có công đức chi lực liền triệt tiêu không được tâm ma kiếp. Xem ra, từ ngày đó nhân tiền hiển thánh về sau, thường viễn tử một mực ở vào tâm ma trong trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. "Biệt viết biệt viết không cần vứt bỏ ta." Thường viễn tử lầm bẩm nói, thanh âm rất thấp, ngoại trừ ở bên cạnh hắn Bạch Tôn giả bên ngoài, không ai có thể nghe đến. Bạch tiền bối xoa cằm. Cái này ra hỏa, là biệt tuyết tiên cơ luyến mộ người. Cái kia xem ở biệt tuyết đạo hữu phân thược, giúp người một cái đi. Bạch tôn giả nói, đưa tay quăng ra, đem thường viễn tử cũng ném tới trên cây, cùng tống thư hàng cánh tay trái treo ở cùng một chỗ. Trong hư không, khổng lồ công nước chi lực rủ xuống, có rơi vào tống thư hàng tay trái, cũng có một bộ phận rơi vào thường viễn tử thể nội thường viễn tử hiện tại đã hãm sâu tâm ma kiếp bên trong, hy vọng những này công đức chi quang, có thể cho hắn một số trợ giúp đi. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Giả, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là hư. Hư không hư không, hư không hư không, mọi thứ đều là hư không. Thường viễn tử trong miệng, bắt đầu toái toái niệm. Bạch tiền bối nhìn hắn một chút. Cái này ra hỏa, Đọc đều là cái gì lời kịch a? À? Chỉ sợ không cứu nổi. Coi như có thể từ nơi này lần tâm ma kiếp bên trong vượt qua, chỉ sợ tam quan cũng sẽ bị tái tạo. Lần này, thường viễn từ thanh âm so sánh lớn, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tú ân ái, chết mau a. À. Tống thư hàng bên người. Bắc Phương đại đế từ đầu tới đuôi xem hết Bạch Tôn giả giảng pháp quá trình. Vị này Bạch Thánh khí vận rất cổ quái đi, đại đế tự lẩm bẩm Quá không bình thường. chương 1175, thật kim thủ chỉ. Người tu luyện bên trong cũng không thiếu khuyết khí vận siêu cường tồn tại, tương đối thường gặp khí vận xáo lộ có, rất xuống vách núi nhặt được thần công, lại có đi tới đi tới đột nhiên đã thức tỉnh không hiểu thấu tu luyện thể chất, bị đi ngang qua siêu cấp đại năng mang đi làm đệ tử cũng có thậm chí có mỗi lần sông bí cảnh luôn có thể đạt được tốt đẹp nhất chỗ loại hình. Nhưng tóm lại tới nói, liền xem như khí vận mạnh hơn tu sĩ khí vận cũng tại trong phạm vi nhất định nhân khí vận là có một cái cực hạn nhưng trước mắt vị này bạch thánh khí vận rõ ràng không bình thường cùng loại vị này bạch thánh dạng này khí vận người bắc phương đại đế vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái tương tự nho gia thánh nhân năm đó nho gia thánh nhân phảng phất chính là cùng loại loại trạng thái này khí vận cường hoành không tưởng nổi trong thời gian cực ngắn bước ra chính mình đạo bước vào trường sinh giả cảnh giới, sau đó liền trở thành hoành áp nhất thế tồn tại. Lúc trước, Bắc Phương Đại Đế mơ hồ nhớ kỹ, Thiên Đế đã từng nhắc qua nho ra thánh nhân rất không tầm thường. Mà lại trong trí nhớ, Thiên Đế còn từng lặp đi lặp lại nhắc qua nho ra thánh nhân không tầm thường, nói nho ra thánh nhân khí vận không phải, nhân có thể có. Vị này, Bạch Thánh, hẳn là cũng cùng nho ra thánh nhân là một loại tồn tại. Bắc Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng như vậy tiếp tục như vậy nữa, Bạch Thánh có thể hay không cũng trong thời gian cực ngắn trở thành nho gia thánh nhân như thế tồn tại, hoành ép một thế, sau đó tranh đoạt thiên đạo. Tống Tiểu Hữu người biết vị này Bạch Thánh, Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng, dò hỏi dù sao, vị này Tống Tiểu Hữu tay trái, còn treo tại vị này Bạch Thánh công đức trên nhánh cây. Đúng vậy a à, Bạch Tiền Bối là ta tại trong đám nhận biết một vị tiền bối, Hắn lần này xuất quan thời điểm chính là do ta đi đón hắn xuất quan, cũng chỉ đạo hắn học tập hiện đại hóa một số tri thức. Tống thư hàng gật đầu nói: "Vị này Bạch Thánh vận khí có phải hay không luôn luôn rất tốt?" Bắc Phương Đại đế hỏi. Tống thư hàng nói: "Nhất định, Bạch Tiền Bối vận khí đó là không thể chê, ta chưa từng thấy có so Bạch Tiền Bối càng âu hoàng tồn tại. Không hổ là đạo hiệu vì, Bạch cùng người Phi Châu hoàn toàn kéo không lên quan hệ." Bắc Phương Đại đế Mặc dù nghe không hiểu Âu Hoàng, cùng không hiểu thấu nhắc lên người Phi Châu là có ý gì, nhưng hắn ước chừng có thể nghe hiểu Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Vị này Bạch Thánh, ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài, còn có cái khác đặc thù sao? Bắc Phương Đại Đế hỏi. Cái khác đặc thù, tỉ như, đất bằng quẳng, gấp 10 lần ra tóc, Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời. Bắc Phương Đại Đế. Hắn phát hiện, suy nghĩ của mình cùng Tống Tiểu hữu không phải một cái kênh thượng song phương có đôi khi bắt đầu giao lưu rất mệt mỏi mặt khác đại đế ngươi vì cái gì đột nhiên đối bạch tiền bối quan tâm như vậy ngươi không phải là yêu bạch tiền bối đi mặc dù ta biết bạch tiền bối mị lực rất lớn nhưng tống thư hàng nhanh mồm nhanh miệng mau bệnh lại phát tác miệng dừng đều ngăn không được trong đầu vừa định lên khả năng này trực tiếp liền hỏi ra rồi nói đến một nửa lúc hắn tỉnh ngộ lại bản thân bệnh cũ lại phạm vào vội vàng đã ngừng lại lời nói Bắc phương đại đế, cô nghe nói tống tiểu hữu người gần nhất lại lấy được một chương, mệnh phù, chết mất sau cũng có thể phục sinh một lần. Cô đến vì người thí nghiệm một chút cái này, mệnh phù có phải hay không hữu hiệu a? À? Có lỗi với đại đế, ta sai rồi. Tống thư hàng nhanh chóng nhận lầm. Cô chỉ là cảm giác, bạch thánh tới một mức độ nào đó cùng năm đó nhau ra thánh nhân thật sự rất giống. Bắc phương đại đế đạo. Há, đại đế người đang nói vị kia xuất sinh rất sâu, còn nhỏ cũng rất sâu, tu luyện sau càng là sâu phát nổ cái vị kia sao? Vị kia, cảm giác cùng bạch tiền bối vẫn có khác biệt. Bất kể là phong cách hành sự, người phong cách vẽ cũng không quá giống. Nho ra thánh nhân ngoại trừ khí vận đồng dạng nghịch thiên bên ngoài, phong cách vẽ cùng bạch tiền bối tựa hồ là thật hai thái cực, hoàn toàn tương phản. Tống thư hàng đạo, người gặp qua nho ra thánh nhân hay sao? Bắc phương đại đế nghiêng qua tống thư hàng một chút, tống tiểu hữu nói về nho ra thánh nhân đến, đạo lý rõ ràng, liền phảng phất tự mình tiếp xúc qua nho gia thánh nhân. Tại không lâu trước, ta đi theo bạch tiền bối đến nho gia bạch vân thư viện làm khách, về sau phát sinh một chút sự, chúng ta gặp được nho gia thánh nhân lưu lại một đoạn hình ảnh. Sau đó, nghe cái kia đoạn hình ảnh thổi một cái buổi trưa như bức. Giảng thuật nho gia thánh nhân cái kia sâu tạc thiên một đời. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bắc phương đại đế. Đại đế xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, Tống Tiểu Hiếu, vận khí của ngươi như thế nào? Vận khí A, à, gần đây tựa như còn tốt, nhưng trước đó không lâu còn rất xui xẻo. Mỗi lần một vị tính hắc quẻ tiền bối cho ta tính toán đều là, đại cắt đại lợi quẻ, xui xẻo sự tình cũng gặp gỡ không ít. Cửu tử nhất sinh sự đều gặp mấy đợt, tâm thật mệt mỏi, có chút muốn nghỉ ngơi. Tống thư hàng đạo, tại hắn trong tiềm thức, một mực cảm giác mình rất suy. Bắc phương đại đế nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hàng cái chán có mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Xì xì hắn đau quất thẳng tới đau khí. Bắc phương đại đế, tay trái thật nóng, cảm giác muốn sôi trào đồng dạng, nóng bỏng. Tống Thư Hàng liệt nha đạo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên kiếp thế giới bên trong, bạch tiền bối đỉnh đầu công nước mưa đá cuối cùng bắt đầu thu nhỏ, một lần nữa muốn biến hóa vì công đức chi vũ. Mà treo ở bạch tiền bối công đức trên cây tống thư hàng cánh tay trái, này lúc đã biến toàn thân kim hoàng, mà theo công đức chi vũ không ngừng rơi xuống, cánh tay trái ẩn ẩn bắt đầu biến có chút trong suốt. Liền phảng phất biến thành kim sắc lưu ly. Nếu như cô không có nhìn lầm, tay trái của người tại biến dị. Bắc phương đại đế bình tĩnh đạo. Phải biến dị thành cái dạng gì? Tống Thư Hàng dò hỏi. Biến dị cũng không nhất định hội toàn bộ biến thành đồ tốt, nếu như biến ra một đầu thật kỳ lân tí, hắn đều không biết trang sau khi trở về có thể hay không sinh ra bài xích coi như không thay đổi ra kỳ lân tí, như thế một cây vàng óng ánh cánh tay trang trở về, cũng cảm giác rất cổ quái. Bắc phương đại đế chỉ chỉ cách đó không xa, một mặt bình tĩnh, cật qua thánh quân, nói, nhìn thấy cật qua đạo hữu sao? Chẳng lẽ tay trái của ta muốn biến thành cật qua đạo hữu loại trạng thái này? Tống Thư Hàng cả kinh nói. Cật qua thánh quân xoay đầu lại, một mặt bình tĩnh ngắm nhìn Tống Thư Hàng cùng Bắc phương đại đế, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bạch thánh hiển thánh hình ảnh, Người nghĩ thì hay lắm. Bắc phương đại đế nói, tay trái của ngươi vẫn là nhục thân trạng thái, cho nên biến dị sau hẳn là sẽ biến thành cùng cật qua đạo hữu lão thân thể đồng dạng trạng thái. Nhục thân cùng công đức chi quang dung hợp, không phân khác biệt. Nhưng trên thực tế, nhục thân cùng công đức chi quang ở giữa còn có một điểm khác nhau. Tống thư hàng, vậy ta đến lúc đó muốn tấn thăng cửu phẩm, chẳng lẽ cũng cần bày, vứt bỏ nhục thân, nghi thức. Bắc phương đại đế, người có tu luyện thế gian xong toàn pháp công đức thuật. Người không có tu luyện, muốn vứt bỏ nhục thân, nhị thức làm gì? Tước yêu tiểu thải, nước bọt, nếu là ta có thể thay thế sư phụ cánh tay trái tốt bao nhiêu, nhiều như vậy công đức chi lực rơi vào trong thân thể của ta, ta công đức chi lực liền muốn, siêu siêu siêu, dâng đi lên. Tống thư hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thải, yên tâm đi, tiểu thải. Tương lai người nhất định sẽ trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái. Tiểu thải, sư phụ, người không phải là muốn đem ta chứa vào cánh tay trái của người bên trên, sung làm tay trái của người A. À. Tống Thư Hàng, trong tay trái trang một đầu thải tước, đây là cái gì phong cách vẽ A? À? Đang khi nói chuyện, đột nhiên, Tống Thư Hàng còn tay trái của mình lại là một trận nóng bỏng đau dữ dội. Lại tới, đau đau đau, lần này là đâm tâm đau. Tống Thư Hàng liệt nha đạo, lần này đau sở đẳng cấp, đã không thể so với hắn sử dụng xem xét bí pháp, lúc mang tới đau sở thấp. Bạch Thánh hiển thánh trong hình ảnh. Đầy trời công đức chi vũ cuối cùng dừng lại. Mà lúc này, Tống Thư Hàng tay trái lại phát sinh dị biến. Nguyên bản toàn bộ cánh tay trái đều đã trải qua biến thành kim sắc lưu ly hình, mà lúc này, trên cánh tay trái tất cả kim sắc phẳng phất nhận lấy đẻ ép, toàn bộ bị ép hướng về phía tay trái ngón trỏ. Một lát sau, tay trái của hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này căn ngón trỏ lại hóa thành màu vàng óng, còn tự mang quang hiệu, tản ra hào quang trói sáng. Thật kim thủ chỉ, từ hôm nay trở đi, sư phụ người chính là có được nhân vật chính mô bản nam nhân. Tước yêu tiểu thải nói, người có được mỗi cái nhân vật chính ắt không thể thiếu đồ vật kim thủ chỉ. Tống thư hàng, một cây kim thủ chỉ nhìn qua càng quái dị hơn A. À. Người không biết còn tưởng rằng ngón tay của hắn bị cắt, sau đó đổi căn thuần kim trên ngón tay đi. Tống thư hàng tay trái phát sinh biến dị, mà đồng dạng treo ở công đức trên nhánh cây thiên niên đệ tam thánh thường viễn tử, cũng phát sinh một chút biến hóa. Thường viễn tử trong miệng còn tại lung tung kêu một số loạn thất bát tao lời kịch. Nhưng theo liên tục không ngừng công đức chi lực rơi vào hắn thân thể về sau, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Suốt cục, tại bạch tiền bối công đức chi vũ lúc kết thúc, thường viễn tử mở mắt. Trong mắt của hắn, không còn hỗn độn một mảnh sáng tỏ. Tâm ma kiếp, kết thúc. Chư thiên vạn giới những người tu luyện lại nhịn không được nghị luận lên. Thiên Nhiên Đệ Tam Thánh đây là đi rồi hảo vận a, à, gặp được Bạch Thánh, vậy mà mượn Bạch Thánh công đức chi lực, vượt qua Tâm Ma Kiếp. Kể từ đó, Thiên Nhiên Đệ Tam Thánh cũng có thể trở về chủ thế giới đi. Hắn thiếu Bạch Thánh một cái đại nhân tình. Nhưng là, Bắc Phương Đại Đế lại khẽ lắc đầu, hắn thua, bại bởi Tâm Ma Kiếp. Thua, hắn không phải tỉnh táo lại sao? Tống Thư hàng hỏi thật sự là hắn muốn cảm tạ Bạch Thánh công đức chi lực rót vào, nếu như không phải cái này một đợt công đức chi lực gia trì, bại bởi tâm ma kiếp phía sau hắn trực tiếp hội kiếp hỏa ra thân, thần hình câu diệt. Mà cái này một đợt đến từ Bạch Thánh công đức chi lực để hắn bảo vệ một mạng. Bắc Phương Đại Đế đạo, đang khi nói chuyện, Thường Viễn Tử từ công đức chi thụ thượng nhảy xuống, hắn đối Bạch Tiền bối thật sâu xoay người, thi lễ một cái. Hắn biết mình tại tâm ma kiếp chung thất bại thảm hại kết cục có thể còn sống sót tất cả đều là bạch tiền bối tương trợ. Thường viễn tử cảm ơn bạch thánh, thường viễn tử khổ sở nói. Trước mắt vị này bạch thánh, một mực là thường viễn tử hâm mộ đối tượng, bởi vì hắn là biệt tuyết tiên cơ người yêu sâu đậm. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không hướng tình địch thế lực cúi đầu. Cảm tạ xong, thường viễn tử lại đưa tay, tế ra bản thân thánh ấn. Này lúc, hắn thánh ấn ảm đạm vô quang, không có một tiêu uy nghiêm. Thường viễn tử khe khẽ thở dài. Hắn bỏ qua một lần đại cơ duyên, bởi vì hắn đem, huyền thánh giảng pháp, dùng để hướng biệt tuyết tiên cơ tỏ tình, hắn độ kiếp xem như thất bại. Tại hắn thở dài thời điểm, hắn thanh ấn, bắt đầu tiêu tán. chương 1176, Vũ Nhu Tử trực tiếp cảm giác tốt thú vị. Huyền thánh, thanh ấn, tại tiêu tán, loại chuyện này, trừ thiên vạn giới những người tu luyện còn chưa bao giờ từng thấy. Có lẽ trước kia, cũng có huyền thánh thất bại tại tâm ma kiếp bên trong. Nhưng bọn hắn thất bại thời điểm, nhưng không có tiếp tục nhân tiền hiển thánh. Coi như bọn hắn thánh ấn tiêu tán, chư thiên vạn giới những người tu luyện cũng không nhìn thấy. Mà bây giờ, bởi vì ở vào bạch thánh, hiển thánh trong hình ảnh, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều thấy được thường viễn tử thánh ấn tiêu tán hình ảnh. Khi thánh ấn tiêu tán thời điểm, chư thiên vạn giới những người tu luyện trong lòng một nắm chặt. Thánh ấn tiêu tán lúc trong lòng bọn họ phảng phất có đổ vật mất đi. Đó là liên quan tới thường viễn tử, huyền thánh lạc ấn trong lòng bọn họ thánh danh ấn ký. Kể từ đó, thiên nhiên đệ tam thánh thành quá khứ thức. Từ hôm nay trở đi, muốn xưng thường viễn tử vì tiền đệ tam huyền thánh. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều bắt đầu trầm mặc. Giờ khắc này, không ai cười trên nỗi đau của người khác. Chư thiên vạn giới đã mất đi một vị huyền thánh, đây là rất nặng nề sự tình thường viễn tử thăm thẳm thở dài bản thân tìm chết mang tới kết quả ngậm lấy nước mắt cũng phải chống đỡ xuống dưới cũng may thanh ấn mặc dù biến mất nhưng hắn trước đó tấn thăng cảnh giới cũng không có rút lui hắn hiện tại là chính hiệu lục phẩm chân quân như thế cũng tốt thường viễn tử nói khẽ vừa dứt lời thời điểm thân hình của hắn liền biến mất hắn bị từ thiên kiếp thế giới na di ra ngoài trở về đến giang nam địa khu Dược sư nhà lầu trong tiểu viện. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại hiển thánh, bạch thánh. Thiếu lớn nhất tình địch một mạng, loại cảm giác này, cho dù là dùng 10 vạn chữ đều miêu tả không ra A. À. Thường viễn tử đạo. Thiếu ra, lấy người tài văn chương, tuyệt đối không viết ra được 10 vạn chữ văn chương. Người vẫn là không cần miêu tả. Lúc này, một cái thật thà thanh âm truyền đến. Thường viễn tử quay đầu nhìn lại, liền thấy bản thân thuộc hạ đắc lực đang đứng tại bên ngoài sân nhỏ, hướng phía hắn ngoắc. Khẩu hồ, bổn quân thế nhưng là tác hợp thành viên, thi họa xong tuyệt. Đừng nói chỉ là 10 vạn chữ, trăm vạn chữ cũng là dễ như trở bàn tay. Thường viễn tử cả giận nói. Vâng vâng vâng, thiếu gia ngài thi họa xong tuyệt, chất phác nam tử duy trì ngốc ngốc bộ dáng đạo. Đi thôi, chúng ta về nhà trước, ta muốn bế quan một chút thời gian, củng cố hạ lục phẩm chân quân cảnh giới. Sau đó, chúng ta muốn suy tư hoàn toàn mới phương án đi đả động biệt tuyết tiên cơ thường viễn tử đạo chất phác nam tử toàn nghe thiếu ra chúng ta đi thôi thường viễn tử đạo cái này về hắn thánh ấn biến mất nhưng không quan hệ hắn còn có cơ hội hắn hiện tại vẫn chỉ là lục phẩm chân quân cảnh giới tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm hắn còn có cơ hội trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới thánh ấn hắn nhất định còn có thể lại ngưng tụ trở về cứ như vậy một chủ một bọc rời đi dược sư nhà lầu tiểu viện, tan biến tại giang nam địa khu. Thiên kiếp thế giới bên trong. Thường viễn tử sau khi biến mất, hắn thánh ấn tiêu tán, cuối cùng nhưng lưu lại một cái không phải vàng không phải đá khối lập phương, từ không trung rơi xuống. Đây là thánh ấn tiêu tán phía sau lưu lại hài cốt. Liễu yêu khinh vũ nhánh cây cuốn một cái, liền đem cái này thánh ấn hài cốt nhặt lên, cất giữ đến chủ nhân vì nàng chuẩn bị trong túi càn khôn thân là nhạt bảo yêu sủng, nàng nhạt bảo năng lực là chuyên nghiệp. Cái này thánh ấn Hải cốt xem xét chính là bảo bối, đương nhiên muốn thu giấu đi, nói không chừng ngày nào chủ nhân liền có thể dùng tới được. Nếu như chủ nhân không để vào mắt, nói không chừng liền sẽ khen thưởng cho nàng đây. Thân là bạch tiền bối yêu sủng, khinh vũ gần nhất thu hoạch cũng rất lớn. Bạch tiền bối cuối cùng sẽ phân nàng một số đồ tốt, nàng gần nhất cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác, bạch tiền bối có chút đồ không cần, đối với những khác người tu luyện mà nói rất có thể chính là bảo bối tỷ như cái kia một dương hoàng kim dương mai hạch chính là bạch tiền bối đột 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 phun ra hột mặc dù là hột nhưng chúng nó toàn bộ là cao độ tinh khiết công đức chi lực cụ hiện hóa ngưng tụ mà thành không hề nghi ngờ bọn chúng là bảo bối bạch tiền bối đưa tay đem tống thư hàng tay trái thu hồi trang trở lại hộp thủy tinh lại đem liễu yêu khinh vũ lắp trở lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng công nước cây cũng trở về bạch tiền bối thể nội. Cuối cùng, bạch tiền bối thân hình tan biến tại thiên kiếp thế giới bên trong. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, không biết có phải hay không là tống thư hàng ảo giác, hắn phảng phất nhìn thấy thiên kiếp thế giới bên trong có thiểm điện điên cuồng bổ lên tựa hồ là đang chúc mừng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bạch tiền bối thân hình rời đi thiên kiếp thế giới phía sau xuất hiện tại tống thư hàng bên người. Hắn đang trùng kích thất tấn bát thiên kiếp lúc, là từ tống thư hàng, hạch tâm thế giới, tiến vào thiên kiếp không gian. Cho nên độ song kiếp phía sau trực tiếp xuất hiện tại tống thư hàng bên người. Nha, thư hàng, bạch tiền bối nhìn thấy tống thư hàng phía sau tâm tình thật tốt, con mắt đều cười nheo lại bởi vì hắn cảm giác tống thư hàng đã vì hắn chuẩn bị xong tiệc. Chúc mừng bạch tiền bối tấn thăng huyền thánh, tống thư hàng chúc mừng đạo. Không cần khách sáo A, cái này trả lại ngươi, trực tiếp lắp trở lại là được. Bạch tiền bối lấy ra hộp thủy tinh, từ bên trong lấy ra tống thư hàng tay trái đưa cho hắn tống thư hàng tiếp nhận tay trái của mình tiểu tả a à, tiểu tả đã lâu không gặp mấy ngày nay đã mất đi tiểu tả phía sau rất nhiều chuyện lão không quen cũng may hôm nay hắn rốt cục trở về tống thư hàng nắm lấy tay trái đi phía trái cánh tay vị trí một trang cả hai tự nhiên mà vậy liền liên tiếp đến cùng một chỗ căn bản không có bị phân đoạn qua dấu vết hắn nhẹ nhàng bóp bóp tay trái của mình cảm giác không có mau bệnh. Ngoại trừ tay trái so tay phải còn muốn, hữu lực, một điểm, cái khác đều cùng không có tách rời trước đồng dạng. a à, đúng rồi, còn có cây kia kim sắc ngón trỏ. Tống thư hàng chọc chọc căn này kim thủ chỉ, xúc cảm tự cùng phổ thông ngón tay không có khác nhau. Bị đâm chọt lúc, cũng sẽ có cảm giác, cũng không có thật sự biến thành kim trúc ngón tay. Bắc phương đại đế nói qua căn này ngón tay biến cùng, cật qua thánh quân, cũng nhục thân đồng dạng, công đức chi quang cùng nhục thể dung hợp làm một thể. Cũng không biết, có hay không biến ra cái gì kỳ quái năng lực. Tại là, Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, tìm khối thạch đầu, dùng bản thân ngón trỏ trên thạch đầu chọc chọc. Sư phụ ngươi làm gì? Tước yêu tiểu thải hỏi. Ta nghĩ thử một chút, căn này kim thủ chỉ có thể hay không, sửa đá thành vàng. Tống Thư Hàng đạo thật đáng tiếc, hắn thí nghiệm thất bại. Kim thủ chỉ cũng không có loại này luyện kim năng lực. Bạch tiền bối, người lại không học qua, sửa đá thành vàng, pháp thuật, đương nhiên không thể nào làm được điểm này. Tu chân giới có chút thạch thành kim pháp thuật, tống thư hàng trừng to mắt, có dạng này pháp thuật, vậy trên thế giới vàng còn có thể tiếp tục bảo đảm giá trị tiền gửi sao? Chỉ là một loại lừa gạt tính chất tiểu pháp thuật mà thôi, thông qua linh lực tạm thời đem thạch đầu biến thành hoàng kim bộ dáng. Chờ linh lực tản ra đi, thạch đầu vẫn là thạch đầu. Bạch tiền bối nhún vai một cái nói, mà lại, ta cảm giác pháp thuật kia tính thực dụng quá thấp. Muốn hoàng kim, tùy tiện đi đào đào đều có thể đào được. Ta còn tại trong suối đãi từng tới rất nhiều cát vàng, tùy tiện một đãi chính là một miệng lớn túi. Bạch tiền bối, ngài móc đến rất nhiều cát vàng dòng suối nhỏ ở đâu, mời giới thiệu ta quá khứ móc cát vàng. Bắc phương đại đế, hắn nói sai, lúc trước hắn suy đoán vị này bạch thánh khí vận khả năng có thể so với nhau ra thánh nhân. Nhưng hiện tại xem ra, vị này bạch thánh khí vận nói không chừng so nhau ra thánh nhân còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc lại nói ta căn này kim thủ chỉ có cái gì đặc dị công năng có không tống thư hàng hỏi đại lượng công đức chi quang toàn bộ bị áp xúc đến một ngón tay bên trên không thay đổi điểm đặc thù năng lượng đi ra cũng quá có lỗi với nhiều như vậy công đức lực a sư phụ ngươi thử một chút thôi động lực lượng của nó nói không chừng có thể bắn ra kiếm khí loại hình tước yêu tiểu thải đề nghị cái này lại không phải nhất dương chỉ, tống thư hàng đậu đen rau muống đạo. Nói tới nói lui, hắn thật đúng là theo tiểu thải nói, thôi động thể nội chân nguyên, rót vào vàng kim thủ chỉ bên trong. Sau một khắc, kim thủ chỉ tỏa ra ánh sáng trói lọi. Sáng cực kỳ, liền cùng đèn pháo giống như. Mà theo tống thư hàng chân nguyên không ngừng rót vào, kim thủ chỉ thượng quang mang càng phát ra chướng mắt, phảng phất như là mặt trời đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng của nó thật chướng mắt, thật chướng mắt, tiểu thải kêu lên. Quang mang này bên trong ẩn chứa đặc thù công đức chi lực, so ánh mặt trời còn chướng mắt. Như thế một chiêu kỳ chiêu, nếu như cùng người giao chiến thời điểm, người đột nhiên sử dụng một chiêu này, liền có thể ảnh hưởng đối phương thị giác, nói không chừng có thể chế tạo ra sơ hở. Bạch tiền bối bình luận. Bắc phương đại đế, một chiêu này, có thể gọi Thái Dương chỉ. Tống Thư Hàng. Đại đế ngài mới gọi Thái Dương chỉ, ngài mới cần bị Thái Dương chỉ vị đạo hữu này ngươi tốt. Bạch tiền bối nhìn qua Bắc phương đại đế, chào hỏi. Bạch đạo hữu cùng mạnh khỏe. Bắc phương đại đế khẽ mỉm cười nói, ngươi trực tiếp gọi cô Bắc phương tức tốt. Tống thư hàng, lại nói, cái này kim thủ chỉ liền không có cái khác công năng sao. Có, lúc này, cật qua thánh quân lên tiếng nói. Cật qua thánh quân một mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình. Mời cật qua đạo hữu chỉ điểm. Tống thư hàng vui vẻ nói. Nếu như đạo hữu người căn này kim thủ chỉ cùng bần đạo trước đó cố thân thể là giống nhau thể chất, như vậy, người căn này kim thủ chỉ có thể trực tiếp ngắn ngủi, công đức hóa, biến thành người muốn các loại bộ dáng. Cật qua thánh quân thản nhiên nói, bởi vì nhục thân cùng công đức chi lực hòa làm một thể, cho nên trong thời gian ngắn, nhục thân có thể cùng công đức chi quang đồng dạng, tố thành các loại hình thái. Biến hình, Tống Thư Hàng thử thôi động ngón tay của mình. Tại mọi người trong ánh mắt, ngón tay của hắn kéo dài ra, biến thành một thanh tiểu đao bộ dáng. Thật sự thay đổi, tước yêu tiểu thải đạo. Phọng thiên, Tống Thư Hàng nói, ta nghĩ để ngón tay biến thành một thanh kiếm. Cảm giác năng lực này chơi rất vui dáng vẻ, bạch tiền bối xoa cầm. Nhưng cũng giới hạn tại chơi vui, Bắc phương đại đế nói bổ sung mà lại, năng lực này cảm giác có chút quỷ xúc. Ngoại trừ năng lực này bên ngoài, còn có năng lực khác sao? tống thư hàng chờ đợi nhìn qua cật qua thánh quân cật qua thánh quân bình tĩnh lắc đầu ta liền biết lại là dạng này tống thư hàng thở dài tốt ga à, có dù sao cũng so không có tốt thái dương chỉ cộng ngón tay biến hình năng lực a à phi mới không phải thái dương chỉ thư hàng chúng ta có thể ăn cơm sao bạch tiền bối hỏi tống thư hàng quay đầu nhìn về bắc phương đại đế đại đế ăn cơm không Người còn không có đem biệt tuyết tiên cơ vị trí cho cô đem tọa độ cho cô, tổ đội đi lên. Đại đế đảo. Xa xôi linh điệp đảo. Vũ nhu tử một tay chống cầm, trực tiếp, cảm giác tốt thú vị. Không lướt qua uống trà linh điệp tôn giả tay run một cái. chương 1177, tiền bối người đối cái này cá voi thân thể cấu tạo hiểu rất rõ mà. Vũ nhu tử cô nương vừa xem xong, bạch thánh hiển thánh trực tiếp. Sau đó, nội tâm của nàng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy trên thực tế tại không lâu trước tống thư hàng thất sinh phù phủ chủ thiên nhai tử đạo trưởng cùng thường viễn tử cùng một chỗ hiển thánh lúc cái kia trực tiếp tràng diện đã để vũ nhu tử tâm động hôm nay bạch tiền bối đặc sắc hiển thánh trực tiếp càng là triệt để đả động vũ nhu tử nàng cũng muốn giống tống tiền bối bạch tiền bối như thế thượng trực tiếp nhưng là thực lực của nàng không đủ vừa mới tấn thăng tứ phẩm cảnh giới nàng cũng không có cách nào giống tống tiền bối như thế gom góp mấy cái độ kiếp tu sĩ, cùng một chỗ độ kiếp, cuối cùng chạy đến thiên kiếp thế giới bên trong đi. Phụ thân linh điệp tôn giả tuyệt đối sẽ không cho phép nàng bốc lên dạng này đại phong hiểm. Mặt khác, linh điệp tôn giả lập tức liền muốn chuẩn bị 7 tấn 8 huyền thánh kiếp, nhưng phụ thân hiển nhiên không thể mang nàng cùng một chỗ độ kiếp, càng không thể mang nàng cùng một chỗ huyền thánh. Coi như phụ thân chịu mang nàng đi độ huyền thánh kiếp, nàng cũng không thể lại đi theo phụ thân cùng đi, bởi vì như vậy hội tăng cường phụ thân thiên kiếp uy lực, tuyệt đối không phải nàng hy vọng sự. Vũ Nhu Tử là cái rất hiếu thuận cô nương tốt, cho nên cuối cùng nàng nghĩ tới rồi mạng lưới trực tiếp. Mặc dù so ra kém chư thiên vạn giới trực tiếp như vậy thoải mái, nhưng cũng có thể qua đã nghiền nha. Cha, ta nghĩ khi mạng lưới nữ MC, Vũ Nhu Tử lớn tiếng kêu lên. Linh Điệp Tôn giả tay lại là lắc một cái, sợ cái gì liền đến cái gì. Vừa nghĩ tới hắn đáng yêu nữ nhi phải giống như trên internet những cái kia nữ MC như thế tại trực tiếp ở giữa ném đầu lộ mặt, trong lòng của hắn cũng có chút ngạnh ngạnh. Nhưng một phương diện khác, hắn lại rất muốn cho người của toàn thế giới đều giải được nữ nhi của hắn đáng yêu, để người của toàn thế giới đều khích lệ nữ nhi của hắn. Đây là một loại rất mâu thuẫn tâm lý. Tôn Giả đặt chén trà xuống, thở dài. Trên thực tế, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn cũng không quản được nữ nhi của mình hắn lập tức liền muốn đi vào độ kiếp cuối cùng chuẩn bị, chờ hắn tiến hành bế quan khi độ kiếp, nữ nhi muốn chơi trực tiếp, toàn bộ linh điệp đảo không ai có thể ngăn cản nàng. Đại đệ tử lưu kiếm nhất, con hàng này đã lười thành rác rưởi vừa nghĩ tới hắn, tôn giả tâm can liền ẩn ẩn rút đau. Nếu như hắn tại độ huyền thánh kiếp lúc gặp gỡ tâm ma kiếp, lưu kiếm nhất cái này lười hàng khẳng định là hắn tâm ma một trong. Muốn trực tiếp, người chuẩn bị trực tiếp cái gì? Linh điệp tôn giả hỏi vũ nhu tử ngô ta chưa nghĩ ra ta chính là đột nhiên muốn trực tiếp ta minh bạch nhưng là tại nối mạng lạc trực tiếp trước người chỉ ít trong lòng đến có một ý tưởng tỷ như người muốn trực tiếp cái gì nội dung là mỹ thực vẫn là du lịch phong cảnh hoặc là ca hát phiêu vũ rừng cây mạo hiểm bí cảnh thăm dò đáy biển thế giới các loại hạng mục có hấp dẫn người nhãn cầu hạng mục người mới có thể hấp dẫn đến người xem Linh điệp tôn giả bình tĩnh nói mặc dù hắn cảm giác mình nữ nhi chỉ cần ngồi ở trực tiếp màn ảnh trước liền có thể hấp dẫn một nhóm lớn người xem, nhưng đây là hắn không thể nhất tiếp nhận trực tiếp phương thức. Vũ Nhu Tử mở to hai mắt nhìn, cha, vì cái gì ngươi hiểu được nhiều như vậy? Ngươi có chú ý mạng lưới trực tiếp cái này một khối? Thường thức, những này thường thức căn bản không cần đi chú ý, chỉ cần có phong phú tri thức dự trữ, sau đó trong đầu suy tính một chút, liền có thể suy tính ra. Linh điệp tôn giả có chút nhấp một ngụm trà, "Đạo. Vũ Nhu tử, cha thật là lợi hại." Linh điệp tôn giả nhếch miệng lên trên thực tế, lần trước Tống thư hàng tiểu hữu chư thiên vạn giới trực tiếp lúc, hắn liền thấy nữ nhi một mặt động tâm bộ dáng. Về sau, hắn có mấy lần trùng hợp nhìn thấy nữ nhi tại lục soát cùng, mạng lưới trực tiếp có liên quan tin tức. Tại là, đối nữ nhi cực kỳ hiểu rõ tôn giả, lập tức liền đoán được nữ nhi ý nghĩ. Hắn biết lấy nữ nhi tính cách sớm muộn có một ngày hội chạy tới chơi mạng lưới trực tiếp vì để cho nữ nhi đến lúc đó chơi trực tiếp trò chơi không đến mức một mặt mờ mịt linh điệp tôn giả lặng lẽ bù lại một số cùng mạng lưới trực tiếp có liên quan tình báo cái kia cha người ta cảm giác trực tiếp cái gì tương đối tốt khiêu vũ lời nói bên trong ta không phải rất am hiểu nếu không biểu diễn ngực nát tảng đá lớn vũ nhu tử mở chừng hai mắt nói linh điệp tôn giả khóe miệng co giật đùa dẫn a à, cha bất quá mỹ thực phương diện ta chỉ biết ăn lại không hiểu như thế nào đánh giá du lịch phong cảnh địa phương có thể đi liền mấy cái kia giới thiệu cũng không có ý gì vũ nhu tử một tay chống cằm suy tư nói tu sĩ chúng ta cùng người bình thường khác biệt chúng ta có chúng ta ưu thế của mình linh điệp tôn giả bình tĩnh nói vũ nhu tử nhãn tình sáng lên tỉ như tỉ như người bình thường đến không được hải vực đảo hoang chúng ta có thể đi vào Đối với người bình thường mà nói rất nguy hiểm rừng cây thám hiểm, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì độ khó. Thậm chí, một số không có thăm dò giá trị, đã trở thành tu sĩ ngắm cảnh lữ hành bí cảnh, cũng có thể lựa chọn bộ phận hiện ra một chút. Cho nên, nếu như người thật sự muốn chơi trực tiếp, người có thể thử một chút mạo hiểm cùng thăm dò loại tiết mục. Ta sẽ để kiếm nhất cùng tử cô phối hợp ngươi, linh điệp tôn giả đạo. Đã không cách nào ngăn cản nữ nhi chơi trực tiếp, vậy liền chủ động phối hợp nàng, lại đem Tử Cô cùng Kiếm Nhất an bài đến bên người nàng, dạng này hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều. "Cha, ngươi nhất bổng." Vũ Nhu tử vui vẻ nói. Linh Điệp Tôn giả xuất khí trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng ngọt ngào. "Cha, ngày mai ta đạo hiệu có sao? Hôm nay anh Chu tiên tử cảm giác tốt miễn cưỡng." Vũ Nhu tử nháy nháy mắt. "Ngày mai đạo hiệu, cho cha suy nghĩ lại một chút." Linh Điệp Tôn giả dứt lời, ngẩng đầu 45 góc đáy vọng thiên cái nào đó khai sáng thất cá đạo hào khơi dòng hỗn đản, chết chết chết. Vũ Nhu Tử không biết cha trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá trong nội tâm nàng có cái tiểu chủ ý. Chờ mạo hiểm trực tiếp góp nhặt một số nhân khí phía sau nàng nghĩ thoáng cái mạng lưới buổi hòa nhạc, hát một số nàng ưa thích ca. Nếu có cơ hội, có thể đem tạo hóa tiền bối kéo qua, theo nàng cùng một chỗ bắt đầu diễn sướng hội thì càng bổng. Tin tưởng đến lúc đó, nhất định có thể chế tạo một cái náo động lớn. Vũ Nhu Tử cô nương trong đáy lòng, muốn làm cái lớn tin tức. Biệt tuyết tiên cơ động phủ. Tiếp vào tống thư hàng điện thoại phía sau biệt tuyết tiên cơ liền đình chỉ bản thân thí nghiệm, đem thí nghiệm nội dung phong tồn. Bởi vì so sánh một hạng thí nghiệm, bát phẩm huyền thánh cấp bậc thần kinh nguyên liệu nấu ăn, quan trọng hơn. Biệt tuyết tiên cơ sửa sang lại một chút bản thân dung nhan, sau đó tại động phủ cổng chờ lấy. Tống thư hàng tiểu hữu nói hắn lập tức liền muốn đi qua. Mà vừa rồi bạch tôn giả lại vừa độ xong kiếp trở thành bạch thánh. Có lẽ, bạch, hội mang theo tống thư hàng trực tiếp ngự kiếm tới. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, tại biệt tuyết tiên cơ trước người có một đạo không gian chi môn mở ra. Lại là không gian truyền tống. Tống thư hàng cái thứ nhất từ không gian chi môn bên trong bước ra, trên vai của hắn còn đứng ở tước yêu tiểu thải. Biệt tuyết tiên tử, chúng ta tới rồi. Tống thư hàng phất phất tay nói. Biệt Tuyết Tiên Cơ, chờ ngươi rất lâu, Tống Tiểu Hữu. Ngữ khí ôn nhu như nước, ngọt ngán người. Tống thư Hàng thực sự có chút không quen tiên cơ loại này phương thức nói chuyện. Tiếp lấy đi ra chính là Cật Qua Thánh Quân, hắn toàn bộ hành trình duy trì bình tĩnh thần sắc, cùng theo một lúc tới. Tống thư Hàng thực sự không thể nào hiểu được hiện tại lúc này Cật Qua Thánh Quân luôn cảm giác hắn tình trạng có chút quái dị. Biệt Tuyết Tiên Cơ khi nhìn đến Cật Qua Thánh Quân lúc, trong lòng hơi động nàng có thể cảm ứng đi ra, đây là một vị huyền thánh cấp bậc tồn tại. Sau đó đi ra chính là Bắc Phương Đại Đế. Đại Đế ẩn giấu đi cảnh giới của mình, biệt tuyết tiên cơ không cách nào cảm giác được Đại Đế là cảnh giới gì tu vi. Nhưng biệt tuyết tiên cơ càng thêm không dám xem thường Đại Đế. Trên người đối phương khí thế bầy ở cái kia, tiên cơ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Bắc Phương Đại Đế trạng thái, so với bây giờ tu chân giới cỡ lớn tông môn trưởng giáo thế mạnh hơn cuối cùng đi ra chính là bạch tôn giả, trong tay hắn còn cầm một cái dương. Bạch, chúng ta lại gặp mặt, biệt tuyết thiên cơ ngữ khí càng phát ra nhu hòa. Ừm, lần này ta chỉ là cái ăn trực, bạch tiền bối đưa lên cái dương, đây là ta lễ vật. Biệt tuyết tiên cơ vừa mở ra, phát hiện bên trong là tràn đầy một cái dương hoàng kim dương mai. Chư thiên vạn giới người đều biết thứ này. Tiên cơ rất vui vẻ đem cái này một dương dương mai cất chứa đây là bạch đạo hữu lần thứ nhất đưa nàng lễ vật thu hồi lễ vật phía sau biệt viết tiên cơ nói, thư hàng tiểu hữu nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Tại Bắc Phương tiền bối cái kia, nguyên liệu nấu ăn là từ hắn cung cấp. Tống thư hàng trả lời. Bắc Phương đại đế vẫy tay, tế ra xử lý qua bộ phận bát phẩm đại kinh. Đại kinh bản thể có đảo nhỏ lớn nhỏ, một lần, bộ phận như vậy đủ rồi. Thật sự là bát phẩm cảnh giới nguyên liệu nấu ăn. Biệt tuyết tiên cơ tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn phía sau thần thái cũng thay đổi, biến cực kỳ nghiêm túc. Nàng tiến vào làm việc hình thức. Biệt tuyết tiên cơ, thần kinh thể thích so sánh lớn, một hồi ta cần người giúp ta trợ thủ, thư hàng tiểu hữu người đến lúc đó giúp ta một chút. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị trả lời. Trợ thủ sự tình, giao cho ta có thể chứ? Cật qua thánh quân chủ động nói. Tiền bối muốn giúp đỡ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Biệt tuyết tiên cơ gật đầu nói. Vị tiền bối này thế nhưng là bát phẩm cảnh giới, trợ thủ thời điểm nhất định có thể làm được chính xác hơn, cũng có thể giúp đỡ nàng càng nhiều bận bịu Không cần khách khí, cật qua thánh quân bình tĩnh nói. Cứ như vậy, cật qua thánh quân nâng lên to lớn, bát phẩm đại kinh nhục thân, đi theo biệt tuyết tiên cơ tiến vào tiên phủ phòng bếp. Tống Thư Hàng, Bắc Phương Đại Đế, Tước Yêu Tiểu Thải, Bạch Tiền Bối, các ngươi thế nào? Ta đang nghĩ Cật qua đạo hữu đầu óc có thể hay không bởi vì nghi thức bị hư. Tống thư hàng hỏi nghi thức trận pháp khẳng định không có vấn đề, kết quả cũng rất thành công. Chỉ là cật qua tựa hồ tiến vào một cái kỳ quái hình thức. Bắc phương đại đế nhíu mày nói bạch tiền bối không hiểu ra sao. Tống thư hàng là như vậy, bạch tiền bối cái kia bát phẩm đại kình nhục thân cùng vừa rồi đi vào chợ giúp biệt viết tiên cơ trợ thủ cật qua tiền bối có quan hệ. Bạch tiền bối cái gì? Trong phòng bếp, biệt tuyết tiên cơ một hơi dựng lên 10 cái nồi lớn, phải xử lý bát phẩm nguyên liệu nấu ăn, cần rất nhiều đạo trình độ. Tiên bối, xin giúp ta đem đại kinh cắt thành từng đầu khối hình. Tiên cơ lên tiếng nói. Không có vấn đề, cật qua thánh quân đáp, hắn nắm lên một thanh bảo đao, xoát xoát xoát, trong nháy mắt giải quyết. Biệt tuyết tiên cơ kinh ngạc nói, tiên bối, người đối cái này đại kinh thân thể cấu tạo hiểu rất rõ sao. Đúng vậy a. À. Cật Qua Thánh Quân nói, dù sao cũng là thân thể của ta nha. Biệt Tuyết Tiên cơ tay cứng đờ. Chương 1178, Cật Qua Thánh Quân long trọng thi lễ. Biệt Tuyết Tiên cơ hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Vị này Cật Qua Tiền Bối vừa rồi tại nói cái gì đến, dù sao cũng là thân thể của hắn. Hắn nói thân thể là cái này bị cắt thành khối bát phẩm huyền thánh đại kinh. Đang lúc Biệt Tuyết Tiên cơ hoài nghi mình lỗ tai thời điểm, Cật qua thánh quân lại đem cái kia to lớn vô cùng lá gan cho lấy tới. bắc phương đại đế giao cho biệt viết tiên cơ có một bộ phận cá voi thân, còn có một bộ phận nội tạng. đây chính là ta lá gan a, thể tích so với ta tưởng tượng nhỏ hơn. phải biết nhục thể của ta nhưng có đảo nhỏ lớn nhỏ, cái này lá gan cũng chỉ có hơi lớn như vậy. nếu không phải ta chủng tộc đặc thù, ta đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không được sơ gan, cho nên lá gan thể tích mới héo rút cật qua thánh quân một mặt bình tĩnh nói, nói hắn lại khoa tay lấy to lớn lá gan, biệt tuyết tiên tử, ta lá gan nên xử lý như thế nào? Cắt miếng sao? Biệt tuyết tiên cơ dùng mình, đây thật là thân thể của ngài. hừm trừ ta ra, thiên hạ này rất khó lại tìm ra cái thứ hai huyền thánh cấp bậc, có được thần kinh huyết thống đại kinh. Cật qua thánh quân bình tĩnh đạo. Ngọa thảo, biệt tuyết tiên cơ trong lòng có 10.000 chỉ ngựa vui sướng lao nhanh. Ta tại làm đồ ăn lúc, nguyên liệu nấu ăn lại tại một bên thay ta trợ thủ, ta muốn làm sao cùng hắn bảo trì ăn ý phối hợp. Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Tiền bối, ta ở chỗ này xử lý thân thể của ngươi, ngươi không có phản ứng sao. Biệt tuyết tiên cơ khóe miệng co giật, nếu như không phải cật qua thánh quân một mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng đều hoài nghi cật qua thánh quân có phải hay không muốn thừa cơ xử lý nàng. Hừm, yên tâm đi, ta không có ác ý, cỗ này cố thân thể, cũng là chính ta phối hợp bắc phương tiền bối trận pháp, chủ động bỏ qua rơi. Ta hiện tại trạng thái tương đối kỳ quái, ở vào rất lãnh tính trạng thái. Cho nên ta nghĩ tự mình theo tới, thử một chút khi bản thân nhìn tận mắt thân thể của mình len lý sau lại là phản ứng gì. Nhưng là, liền cho đến trước mắt, nội tâm của ta không có chút nào ba động. Cật qua thánh quân bình tĩnh nói. Biệt tuyết tiên cơ, vị này cật qua tiền bối, muốn tự tay xử lý thân thể của mình, còn muốn tận mắt nhìn lấy bọn chúng len lý thành đồ ăn, có phải hay không còn muốn ăn rơi bản thân cũ thân thể ta có thể thay cái trợ thủ sao vị này cật qua tiền bối thật là đáng sợ muốn cắt miếng sao lúc này cật qua thánh quân nắm lấy cái kia to lớn lá gan hỏi lần nữa biệt tuyết tiên cơ thật nhanh lắc đầu há cái kia còn có gì cần ta hỗ trợ cật qua thánh quân mặt không biểu tình hỏi biệt tuyết tiên cơ chỉ cái kia một đống bị cắt thành khối thịt cá voi tiền bối mời trước đem bọn chúng cẩn thận để vào số một nồi ở nơi đó tiến hành lần thứ nhất tinh nấu, trong nồi có ta đã sớm điều tốt phối phương vật liệu. Đây là đạo thứ nhất chương trình. Sao cho ta đi, cật qua thánh quân nói, đi vào số một nồi trước. Sau đó, hắn sắc mặt bình tĩnh, đem các thành khối thịt cá voi từng khối bằng phẳng để vào số một trong nồi. Cái kia số một nồi cũng là càn khôn pháp khí, nhìn qua không lớn, nhưng nhiều như vậy thịt cá voi toàn bộ lấp nhập trong đó, lại không vấn đề. Về sau cật qua thánh quân ngốc ngốc đứng ở số một nồi trước nhìn lấy trong nồi biệt tuyết tiên cơ đã sớm phối tốt thuốc thang sôi trào đem thịt cá voi bao khỏa năm đó phật gia vì kia đại năng cắt thịt nuôi chim ưng tâm tình có phải hay không giống như ta cật qua thánh quân đột nhiên nói biệt tuyết tiên cơ rõ ràng nhìn mình trong nồi sôi trào tâm tình của ta nhưng như cũng không có chút nào gợn sóng quả nhiên thân thể mới mang tới trạng thái có điểm gì là lạ loại cảm giác này phảng phất như là cưỡng chế tính, hiền giả hình thức, ngoại giới hết thảy phảng phất không có quan hệ gì với ta. Cật qua thánh quân nói khẽ, có lẽ tiền bối người cần nghỉ ngơi thật tốt, tỉ như ngủ một giấc, để cho mình trầm tĩnh lại. Biệt tuyết tiên cơ đề nghị, người nói có đạo lý, có lẽ là bởi vì thời gian qua đi ngàn năm, thật vất vả tìm được tấn thăng cửu phẩm khế ước, để cho ta hưng phấn quá mức mới tiến vào loại này hiền giả hình thức. Cật qua thánh quân đạo, nói nói, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trong nồi bị hầm lấy thịt cá voi sau đó hắn không nói một lời bình tĩnh lại thì ra là thế thì ra là thế ta hiểu được đột nhiên cật qua thánh quân nhếch miệng lên cố ta đã vứt bỏ từ cố thân thể bên trong đi ra ta là hoàn toàn mới ta cho nên công đức tức là ta ta tức là công đức nhưng là cuối cùng ta không phải công đức đã ta không phải công đức cho nên ta là cật qua nhưng ta cũng không phải cật qua cuối cùng ta vẫn là ta vẫn là cật qua nhìn núi là núi nhìn núi không phải núi nhìn núi vẫn là núi cật qua thánh quân thật nhanh nói ra biệt tuyết tiên cơ một mặt mộng bức tạ ơn biệt tuyết đạo hữu ta hiểu được cật qua thánh quân đạo sau khi nói xong trên người hắn công đức chi quang phóng xuất ra đem hắn cả người bao quanh bao khỏa để hắn biến thành biết phát sáng di động nguồn sáng Cật qua thánh quân bước nhanh ra ngoài bước đi, lưu lại biệt tuyết tiên cơ tiếp tục một mặt mộng bức. Cật qua thánh quân rời đi phòng bếp, đi tới Bắc Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng cùng, Bạch Thánh, bên người. Tạ ơn Bắc Phương tiền bối, tạ ơn bá Tống Đạo Hữu Hắn đối Bắc Phương Đại Đế cùng Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bắc Phương Đại Đế, người lĩnh ngộ được cái gì? Cái này ra hỏa đi vào đem chính mình cố thân thể cuồng cắt một lần, liền đốn ngộ sao? Loại này đốn ngộ phương thức thật quỷ dị. Ta là cật qua, ta cũng không phải cật qua. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn là cật qua. Cật qua thánh quân mỉm cười. Tống Thư Hàng Bắc phương đại đế như có điều suy nghĩ, bởi vì tương tự tràng diện, đã từng tiên tử tựa hồ cũng xuất hiện qua. Cật qua thánh quân lại đối tống Thư Hàng sau lưng thi lễ một cái, tạ ơn tiên tử, đem cái này cơ hội nhường cho ta. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện công đức xà mỹ nhân chẳng biết lúc nào hiển hiện. Này lúc, nàng chính nghiêng đầu, nhìn qua cật qua thánh quân. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi thăm. Lúc này, cật qua thánh quân lại chủ động giải thích, bần đạo tại vứt bỏ nhục thân phía sau tân sinh công đức hóa thân thể, tiếp xúc đến một cái thần kỳ mạng lưới. Tại cái kia công đức mạng lưới bên trong, ẩn chứa vô số tin tức. Những tin tức này lượng vô cùng khổng lồ, trùng kích bần đạo tâm thần. Vì thế, bần đạo bản năng tiến vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, mới không có bị cái kia khổng lồ tin tức đồng hóa. Mà khi ta không còn mê mang, xác định bản thân vẫn là, cật qua, về sau, loại trạng thái này mới thoáng khôi phục một chút. Đồng thời, ta từ cái kia công nước mạng lưới ở bên trong lấy được rất nhiều tình báo. Cật qua thánh quân hiện tại còn nhận, hiền giả hình thức, ảnh hưởng, bất quá so với trước đó muốn tốt rất nhiều. Tại ta trước đó, tiên tử đã trước một bước tiếp xúc đến cái này công nước mạng lưới. Cái này công nước mạng lưới bên trong, ẩn chứa một đầu con đường trường sinh, mà lại là vô chủ con đường trường sinh. Nói cách khác, ta chỉ cần tiếp nhận công nước mạng lưới cùng trong đó tin tức, ấn bộ liền ban tu luyện, trường sinh có hy vọng. Tiên tử không có lựa chọn đầu này con đường trường sinh, mà ta quyết định lựa chọn tiếp nhận. Cật qua thánh quân bình tĩnh nói. Chúc mừng cật qua đạo hiếu, tống thư hàng đạo trường sinh bất tử cảnh giới, đây là thế gian đông đảo người tu luyện mục tiêu cuối cùng. Dù sao, chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo, chỉ có thể có một vị. Thế gian này có không ít kiếp tiên, cũng là bởi vì không cách nào bước ra chính mình đạo, mặc dù có được dài rằng giặc vô cùng thọ nguyên, nhưng cuối cùng không cách nào trường sinh. Mà cật qua thánh quân không thể nghi ngờ là may mắn, hắn tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới lúc, liền minh xác đạt được một đầu vô chủ trường sinh chi pháp, như truyền đi, không biết bao nhiêu kiếp tiên hội hâm mộ đến đỏ mắt. Bắc phương đại đế, cô muốn biết, cái này công nước mạng lưới đến cùng là cái gì? Vì cái gì tiên tử năm đó không tiếp thụ cái này con đường trường sinh? Ta cũng không biết tiên tử vì sao không có tiếp nhận cái này trường sinh truyền thừa. Bất quá cái này công nước mạng lưới, hình dung như thế nào tốt đây? Hắn trải rộng chư thiên vạn giới, chỉ có bỏ nhục thân, trọng sinh ra công đức chi thể sau mới có thể tiếp xúc đến hắn. Cùng loại một cái vô cùng to lớn mạng wireless, cho đến trước mắt, tiếp xúc qua nó, chỉ có tiên tử, còn có ta. Có lẽ, hắn chính là thế gian song toàn pháp công đức thuật người sáng tạo thành lập mạng lưới. Cật qua thánh quân trả lời. Bắc phương đại đế cao mày. Liên quan tới công đức mạng lưới, sự tình, năm đó tiên tử không có cái nào bất luận kẻ nào nhắc qua. Bần đạo sau đó phải bế quan một chút thời gian, Bắc phương tiền bối, bá tống đạo hiếu, bạch thánh đạo bản, chúng ta sau này còn gặp lại. Cật qua thánh quân đạo. Bắc phương đại đế nhẹ gật đầu, đây là người tạo hóa, hy vọng cô có thể tại trên đường trường sinh nhìn thấy người thân ảnh. Nhận Bắc phương tiền bối cắt ngôn, cật qua thánh quân trả lời. Cuối cùng, cật qua thánh quân lại đối, bạch thật sâu thi lễ một cái. Cái này thi lễ rất long trọng. Lấy cật qua thân phận, đối, bạch, đi dạng này thi lễ, rất không hợp. Nhưng hắn chính là như vậy nghiêm túc đi xong cái này thi lễ. Sau đó cũng không nhiều lời, cật qua thánh quân thân hình trùng thiên mà lên, hóa thành một chỉ thu nhỏ thần kinh, trốn đi thật xa. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra cật qua thánh quân đột nhiên đối với hắn đi long trọng như vậy thi lễ nguyên nhân. Theo thân Phật, đối phương là uy tín lâu năm huyền thánh. Mà lại, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có giúp đỡ cật qua thánh quân gấp cái gì a à? Bạch tiền bối người âm thầm chỉ điểm qua cật qua thánh quân sao? Tống thư hàng hỏi. Bạch tiền bối dùng sức lắc đầu. Có lẽ, hắn từ cái kia, công nước mạng lưới, trông được đến cái gì? Bắc phương đại đế đạo. Tỷ như, Tống Thư Hàng dò hỏi. Bắc phương đại đế nhún vai, cô làm sao biết? Tống Thư Hàng đang muốn hỏi lại, lúc này trong phòng bếp truyền đến biệt tuyết tiên cơ tiếng kêu, Thư Hàng tiểu hữu tới bận biểu ta trợ thủ, ta một người bận không qua nổi. Liên đến, Tống Thư Hàng vội vàng hướng phòng bếp chạy tới. Không có cách, phía ngoài Bắc Phương Đại Đế cùng Bạch Tiền Bối đều là đại gia cấp nhân vật, làm việc lặt vặt loại chuyện này đương nhiên phải từ hắn tới làm. Chạy vào biệt viết tiên cơ cái kia to lớn vô cùng phòng bếp phía sau tống thư hàng nhìn về phía tiên cơ, biệt viết tiền bối, có gì cần ta hỗ trợ sao? Đem cái này lá gan cho cắt miếng thử một chút, biệt viết tiên cơ cũng không quay đầu lại đạo. Tống thư hàng, a à, trước đó ta nghe được cật qua tiền bối nói muốn đem lá gan cắt miếng, tiên cơ người cự tuyệt a Biệt tuyết tiên cơ lệ rơi đầy mặt, vị kia cật qua tiền bối nói đây là hắn lá gan, ta nào dám để hắn cắt A. À? Có đạo lý, tống thư hàng đạo. Sau đó hắn nhấc lên một thanh đao đặc biệt cỗ, nhắm ngay cái này lá gan dùng sức cắt tới. Con, hỏa hoa vẩy ra. Cái này, là bát phẩm lá gan A. chương 1179, xấu hổ đến hóa đá biệt tuyết tiên cơ. Coi như cật qua thánh quân cố thân thể, bị rút đi lực lượng còn bị rút đi bản mệnh tinh huyết, nhưng nó vẫn là bát phẩm huyền thánh cấp bậc nhục thân. Cái này lá gan, có thể ra sức, tống thư hàng đao, căn bản cắt bất động hắn. Quá cứng. Ba tống huyền thánh, nói cho cùng vẫn chỉ là mới vào tứ phẩm cảnh giới tu sĩ. Thả viễn cổ thời đại, hắn cấp bậc này vừa mới đạt tới, xuống núi tiêu chuẩn. Cái này lá gan quá cứng, tống thư hàng đậu đen rau muống đạo. Biệt tuyết tiên cơ đang bận đem số một trong nồi thịt cá voi lấy ra, tiến hành đạo thứ hai chương trình xử lý. Đầu nàng cũng không về đáp, yên tâm, cái này lá gan không có sơ gan. Tống thư hàng, tiên cơ tốt đậu đen rau muống. Bát phẩm huyền thánh lá gan, làm sao cắt? Tống thư hàng hỏi. Bá Tống huyền thánh, xin ngài dùng đao ý đi cắt hắn thử một chút. Biệt Tuyết tiên cơ cũng không quay đầu nói, người nói thế nào cũng là thiên nhiên đệ nhất thánh, đối mặt một đầu lá gan, không cần sợ. Tiên cơ người cũng không phải không biết. Ta cái này thiên niên đệ nhất thánh có bao nhiêu nước? Mà lại, của ta Đao Ý, được rồi, thử một chút đi." Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời hắn thử vận chuyển bản thân Đao Ý. Mặc dù là Đao Ý khôi giáp, nhưng là hắn vẫn có thể tăng cường một số lực sát thương. Tống Thư Hàng khống chế bản thân Đao Ý, đem hắn quán chú đến giao phay bên trên. Đồng thời, hắn ý đồ tận lực khống chế Đao Ý, độ, hắn muốn nếm thử để Đao Ý không hình thành Đao ý khôi giáp chỉ là thuần túy bám vào dao phay bên trên. Bất quá, hắn thất bại. Đao ý một bám vào dao phay thượng phía sau trực tiếp ngưng tụ ra một bộ tinh xảo tiểu khôi giáp, đem dao phay bao khỏa. Tống Thư Hàng. Lúc này, Biệt Tuyết tiên cơ vừa vặn xoay đầu lại, phốc. Nàng kém chút quên Tống Thư Hàng đao ý có vấn đề. Tống Thư Hàng cảm giác mình lá gan đều tại đau, hắn nhếch lên một cái nha, vùng dao phay dùng sức chém vào huyền thánh lá gan bên trên khi lại một lần kim thiết tương giao thanh âm hỏa tinh bốn bốc lên không được không chém nổi tống thư hàng đạo biệt tuyết tiên cơ là nam nhân cũng không cần nói không được nghĩ biện pháp đem hắn cắt miếng nếu không ta cũng không dễ xử lý lớn như vậy lá gan tiên cơ ngươi liền không có thủ đoạn gì để nó trước biến mềm một chút sao tống thư hàng hỏi biệt tuyết tiên cơ nhún vai quả nhiên ta vẫn là đi tìm bạch tiền bối vào đi hắn hiện tại tấn thăng huyền thánh, đối phó một đầu lá gan khẳng định không có vấn đề. Tống Thư Hàng thở dài. Biệt tuyết tiên cơ lỗ tai lặng lẽ khẽ động. Trên thực tế, nàng đợi chính là Tống Thư Hàng một câu nói kia. Thân là bây giờ tu chân giới nổi danh nhất tiên trù, có được xử lý, bát phẩm huyền thánh đại kinh, năng lực tiên trù. Biệt tuyết tiên cơ trong tay tự nhiên có có thể mềm hóa bát phẩm huyền thánh cấp nguyên liệu nấu ăn thủ đoạn. Nhưng là, nàng muốn cùng bạch tôn giả cùng một chỗ tại trong phòng bếp. Vậy đơn giản là nàng trong mộng tràng diện. Nàng và bạch cùng một chỗ tại trong phòng bếp làm đồ ăn, tại làm món ăn trên đường, nàng còn có thể cho bạch, cho ăn, hình ảnh kia ngẫm lại liền tốt hạnh phúc. Chỉ là, nàng lại không tốt ý tứ trực tiếp gọi bạch tiến đến trợ thủ. Cho nên, nàng chỉ có thể áp dụng loại này quanh co phương thức, thông qua tống thư hàng đem nói không qua phòng bếp. Tống Thư Hàng nếu như biết biệt tuyết tiên cơ nội tâm ý nghĩ, sẽ chỉ im lặng vọng thiên, sau đó thán một tiếng thành thị xáo lộ quá sâu. Tống Thư Hàng chạy ra phòng bếp, sau đó liền nhìn thấy bạch tiền bối, tiểu thải cùng Bắc Phương Đại Đế đang chơi bài. Tựa hồ là đang chơi, đấu địa chủ, trò chơi, bạch tiền bối là địa chủ. Tống Thư Hàng đi ra lúc, vừa hay nhìn thấy bạch tiền bối một mặt bình tĩnh, không ngừng ném bài nổ 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 hình ảnh đại đế cùng tiểu thải toàn bộ hành trình mộng bức trong tay bọn họ bài cơ hồ không có từng đi ra ngoài tống thư hàng vỗ chán cùng bạch tiền bối chơi loại này cần vận khí trò chơi nếu như không dối trá căn bản không có chơi a à. khục bạch tiền bối trong phòng bếp cái kia lá gan quá cứng ta cắt bất động nếu không ngươi đi vào hỗ trợ hạ tống thư hàng lên tiếng nói bạch tiền bối nhẹ gật đầu đang chuẩn bị đáp ứng lúc này bắc phương đại đế buông xuống bài vẫn là cô đi vào đi, cô đột nhiên không muốn chơi bài. Sau khi nói xong, đại đế như một làn khói chạy vào phòng bếp. Này lúc, trong phòng bếp, Biệt Tuyết Tiên cơ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng này lúc tay nhỏ run rẩy, thận trọng đem một khối thịt cá voi cắt thành phiến, tinh chế thành đạo thứ nhất đồ ăn. Cái này một khối nhỏ thịt cá voi, từ vừa mới bắt đầu nàng liền bắt đầu ngoài định mức xử lý, hoàn thành mấy đạo chương trình, chế tác thành thành phẩm. Tiếp đó, nàng dùng đũa kẹp lấy một mảnh thịt cá voi, hít sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Nghe tới phía sau có tiếng bước chân truyền đến lúc, nàng mặt mỉm cười, kẹp lấy một mảnh thịt cá voi xoay người lại, người tới rồi, vừa vặn ta chỗ này đạo thứ nhất đồ ăn đã chế tác được rồi, người tới trước nếm thử hương vị. Nói, biệt tuyết tiên cơ kẹp lấy thịt cá voi, đưa tay đưa ra ngoài. Tại tiên cơ trong tưởng tượng, hình ảnh hẳn là cái này, bạch, đẩy cửa vào, đi vào phía sau nàng. Lúc này, nàng kẹp lên một mảnh thịt cá voi giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng thân mật đem thịt cá voi đưa về phía bạch để hắn nếm thử bản thân bí chế thịt cá voi hương vị sau đó bạch hội thuận theo mở to miệng a à, một tiếng đem thịt cá voi ăn hình tượng này ngẫm lại liền để biệt tuyết tiên cơ cảm giác hạnh phúc nàng đã sớm muốn tự tay cho bạch ném ăn lý tưởng thứ này tổng là đầy đặn nhưng hiện thực tổng là rất tàn khốc tràn đầy xương cảm giác khi biệt tuyết tiên cơ giả dạng làm, điềm nhiên như không có việc gì, dáng vẻ, kẹp lấy thịt cá voi quay người đưa lên lúc, thấy được nam nhân phía sau. Sau đó, tiên cơ tay cứng lại rồi. Bắc phương đại đế có chút, lãnh khóc xoái, gương mặt, chiếu rọi tại biệt tuyết tiên cơ con ngươi. Đại đế rất đẹp trai, bất quá hắn nếu như không cười lời nói, hắn xoái liền như là vạn năm không thay đổi hàn băng đồng dạng, lãnh khóc đến thực chất bên trong. Biệt tuyết tiên cơ nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, gương mặt nóng lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiến vào không phải bạch mà là vị này thần bí bắc phương tiền bối. vị này bắc phương tiền bối khí tức trên thân hoàn toàn thu liếm, lại thêm biệt tuyết tiên cơ vào trước là chủ cho rằng đi vào là bạch, cho nên liền trên tóc trở lên một màn này. tốt xấu hổ, kịch bản không đúng, rất muốn tìm đầu cái đất chui vào. biệt tuyết tiên cơ đưa ra đi tay, dối cũng không phải còn lại cũng không phải, Tiếu Dung càng là cứng ngắc muốn động lại đồng dạng. Thậm chí nàng cả người cũng bắt đầu hóa đá. Bá Tống Huyền Thánh phải chết ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, tiên cơ trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Bắc Phương Đại Đế cũng rất xấu hổ. Hắn vừa tiến đến lúc, biệt tuyết tiên cơ đột nhiên mặt như hoa đào, Tiếu Dung sán lạn dùng đúa kẹp lấy một mảnh thịt cá voi, muốn hướng trong miệng hắn truyền đạt. Nhưng đưa tới một nửa lúc, Hắn lại nhìn thấy cái này Biệt Tuyết Tiên Cơ cả người đều hóa đá. Bắc Phương Đại Đế liên tưởng đến Tống thư hàng tiểu hữu đi ra lúc, gọi là Bạch Thánh, tiến phòng bếp hỗ trợ. Lấy đại đế phong phú nhân sinh kinh lịch, lập tức liền đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Vị này Biệt Tuyết Tiên Cơ chờ khẳng định là Bạch Thánh, chỉ là nàng không nghĩ tới, đến phòng bếp hỗ trợ việc này để hắn cho tiệt hồ. Hai người đều tốt xấu hổ, rằng co. Một lát sau, nhìn thấy Biệt Tuyết Tiên Cơ sắp hóa đá, Bắc Phương Đại Đế thở dài. Mặc dù hắn tu luyện là Hàn băng thuộc tính, nhưng là hắn nhưng thật ra là cái rất ôn nhu nam nhân. Sau đó, Bắc Phương Đại Đế mở to miệng, a à, một tiếng, đem Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa lên một mảnh cá voi khẩu cắn. Sau một khắc, Bắc Phương Đại Đế cảm giác miệng đầy thơm ngát, mấy chục loại khác biệt mỹ vị liền phảng phất tạc đạn đồng dạng tại trong miệng hắn nổ tung. Loại này cảm giác đã không thể so với năm đó Viễn Cổ Thiên Đình bên trong đỉnh cấp tiên chủ kém. Mà lại, biệt tuyết tiên cơ nắm giữ làm đồ ăn kỹ thuật càng thêm hoàn thiện, thiết bị cũng càng tiên tiến. Chỉnh thể cảm giác so với viễn cổ thiên đình tiên trù tác phẩm còn muốn nâng cao một bước. Vị này biệt tuyết tiên cơ, không hổ là đương kim tu chân giới nhất tiên trù. Tống thư hàng tiểu hữu lương tâm đề cử. Ăn ngon, đạo hữu chủ nghệ, đã là chân chính chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc. Bắc phương đại đế lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Hắn cười một tiếng lúc, loại kia lãnh khốc liền hoàn toàn biến mất trong nháy mắt từ một cái cao lạnh hình nam hóa thân ấm nam biệt tuyết tiên cơ mặt biến nóng lên nếu như ta không phải trong lòng sớm đã có bạch nói không chừng sẽ thích được vị này bắc phương tiền bối đi tiên cơ thầm nghĩ trong lòng vị này bắc phương tiền bối thật là cái ôn nhu người mà lại cũng rất đẹp trai chỉ so với bạch kém một chút thư hàng tiểu hữu nói tiên tử cần hỗ trợ đúng không cô có phải hay không muốn trước đem lá gan cho các thành phiến? Bắc phương đại đế đạo. Ừm, biệt tuyết tiên cơ gương mặt nóng lên, gật đầu nói. Giao cho cô đi, Bắc phương đại đế xuất thủ nắm lên giao phay, đồng dạng giao phay tại đại đế trong tay phát huy ra siêu phẩm uy lực. Mấy đao hạ xuống, nguyên bản cứng rắn như sắt lá gan, liền bị cắt thành phiến mỏng. Còn có cái gì cần cô hỗ trợ sao? Đại đế hỏi. Xin tiền bối hỗ trợ đưa chúng nó để vào số năm nồi, sau đó dùng lửa nhỏ hầm lấy bọn chúng. Về sau, ta còn cần tiến hành ba bước, biệt tuyết tiên cơ đáp. Xấu hổ đi qua sau, tiên cơ rất nhanh lại tiến vào nghiêm túc làm việc hình thức. Có bác phương đại đế hỗ trợ, trận này bát phẩm huyền thánh cấp bậc toàn cá voi yến, tiến độ nhanh chóng. Bên ngoài, bạch tiền bối đối, đánh bài, trò chơi này đột nhiên rất có yêu. Tống thư hàng tự nhiên không có khả năng bản thân tìm tai vạ, tại là hắn đem thông nương bắt đi ra để thông nương thay thế mình gia nhập chiến cuộc đồng thời tại tống thư hàng theo đề nghị bạch tiền bối đem chính mình thụ yêu cũng phóng ra ván bài biến thành bốn người cục không còn đấu địa chủ đổi chơi xong chụp tống thư hàng lấy điện thoại cầm tay ra leo lên cửu châu nhất hào quần đổi mới một chút đúng lúc hằng hỏa chân quân thượng tuyến thư hàng đạo hữu người tìm ta có việc hằng hỏa chân quân phát tới nói chuyện riêng đúng thế Tống Thư Hàng trả lời, hàng hỏa tiền bối, ta trước đó tại Văn Châu thị phụ cận Hải Vực, gặp được một vị nho sinh, hắn rất có thể là các ngươi nho ra 12 kiếp tiên bên trong vị kia, đạo tử, bộ dáng cùng ta nhìn thấy pho tượng giống như đúc. Tống Thư Hàng tạm thời không có nói ra đạo tử điên điên khùng khùng sự tình. Hàng hỏa chân quân trầm mặc. Một lát sau, hàng hỏa chân quân trả lời, cười khổ biểu lộ Thư Hàng tiểu hữu nhìn thấy đạo tử tổ sư, trạng thái có khỏe không? Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động, nói thật, đạo tử kiếp tiên nhìn qua trạng thái tinh thần có chút không đúng. Không sai, người thấy chính là đạo tử tổ sư, hàng hỏa chân quân thở dài, trả lời. a à, nho ra một mực biết đạo tử sự tình. Tạ ơn thư hàng tiểu hữu nói cho ta biết tình báo này, ta sẽ phái người tiến về cái kia phiến hải vực, nhìn xem có thể hay không tìm tới đạo tử tổ sư. Mặt khác, thư hàng tiểu hữu ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi liên quan tới đêm, thiên đình mảnh vỡ, cấy ghép sự tình. Hằng hỏa chân quân đạo, chương 1180, thông nương lại là thiên tài. Nho gia hoàn toàn chính xác một mực biết, đạo tử tổ sư sự. Chỉ là, từ khi năm đó nho gia thụ đại kiếp về sau, đạo tử sư tổ vẫn ở vào điên điên khùng khùng trạng thái. Nho gia cũng ý đồ phái người tiếp xúc qua đạo tử sư tổ, nhưng đạo tử sư tổ trạng thái căn bản là không có cách giao lưu. Nho gia đã từng phái người theo dõi đạo tử sư tổ, nhưng đạo tử là cửu phẩm kiếp tiên cấp đại nhân vật, không có đồng dạng cảnh giới tu vi căn bản đuổi không kịp. Đạo tử ở trong biển chạy trước chạy trước, nói không chừng sau một khắc liền trực tiếp mở ra không gian chi môn biến mất. Người theo dõi ngoại trừ làm chừng mắt bên ngoài, còn có thể làm sao? Nho gia cũng rất tuyệt vọng đây này. Tống Thư Hàng cũng có thể từ hàng hỏa chân quân trong giọng nói cảm giác được hắn tâm tắc. Hàng hỏa tiền bối, các người thiên đình mảnh vỡ cấy ghép xảy ra vấn đề sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Hàng hỏa chân quân cũng không có xảy ra vấn đề, chúng ta thử đem một khối cỡ nhỏ viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cấy ghép đến kim liên thế giới bên trong. Nhưng là, mảnh vỡ cũng không có cùng kim liên thế giới kết hợp, chỉ là giống một tòa kiến trúc bị chuyển nhập kim liên thế giới đồng dạng. Cho nên, gần đây bên trong chúng ta muốn mời Thư Hàng tiểu hữu người đến nhau ra kim liên thế giới nhìn xem, đến cùng là nơi nào có vấn đề. Tốt, ta hiện tại cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ đều có rảnh. Tùy thời có thể tìm ta, tống thư hàng đảo. Hằng hỏa chân quân, khuôn mặt tươi cười biểu lộ như thế liền tốt, ta trước cảm ơn thư hàng tiểu hữu. Ta hiện tại đang an bài nho ra thành viên lại chuyển một khối, viễn cổ thiên đình, mảnh vỡ trở về, nhìn xem khối thứ hai thiên đình mảnh vỡ tiến vào kim liên thế giới sau hội sinh ra phản ứng gì. Nếu như còn không có phản ứng, liền phải mời thư hàng tiểu hữu ngươi ra tay. Thành, hàng hỏa tiền bối không cần khách khí, tiện tay mà thôi, mặt khác, kỳ thật vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn theo hàng hỏa tiền bối nói chuyện đến. Tống thư hàng đạo, hàng hỏa chân quân, tiểu hữu mời nói. Ta trước đó, không phải tại điên đảo vạn thánh sơn bên trong đạt được nho ra kim cương thân phương pháp tu luyện nha. Bây giờ, ta thua một vị đệ tử, ta nghĩ mời chân quân phê chuẩn ta đem kim cương thân truyền thụ cho đệ tử ta. Tống thư hàng đạo, thì ra là thế, liên quan tới chuyện này, từ ta làm chủ là đủ. Thư hàng tiểu hữu trong tay ngươi nho ra kim cương thân có thể truyền thụ cho ngươi thân truyền đệ tử, chỉ cần không truyền ra ngoài là đủ. hằng hỏa chân quân trả lời. Bởi vì chấp trưởng lấy kim liên thế giới, hằng hỏa chân quân tại nho ra địa vị càng phát ra tôn quý. Tiếp xuống hắn sắp tấn thăng thất phẩm tôn giả, một khi tấn thăng, tại nho ra địa vị hội cao hơn tầng một. Tạ ơn hàng hỏa tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời. Kể từ đó, hắn liền có thể chính thức truyền thụ tiểu thải nho ra kim cương thân. Chờ tiểu thải luyện thành môn công pháp này phía sau nàng mới có thể chân chính gánh vác lên kim cương quân tử đao xưng hào. Cương thủ, nho ra kim cương thân, sau đó, ta còn có thể đem một thân đao pháp sốc túi tương thụ. Bất quá, tiểu thải còn thiếu khuyết một môn công pháp. Tống thư hàng xoa cầm, suy tư. Tiểu thải trước mắt vẫn còn tam phẩm cảnh giới, nàng là phổ thông tước yêu, tại ngũ phẩm hóa hình làm người trước đó, nhân loại tu luyện công pháp cũng không quá thích hợp với nàng a à, sư phụ ngươi đang vì ta cân nhắc công pháp sao tiểu thải xoay đầu lại hai mắt sáng lên đạo tiểu thải này lúc ngồi ở trên ghế salon hai cái móng vuốt nắm lấy bài một đôi cánh cũng rất linh hoạt phát bài bộ dáng này rất là đáng yêu nổ bạch tiền bối thanh âm vững vàng truyền đến a à, bạch tiền bối ván này chúng ta là người đối diện a à, chúng ta là minh hữu a à bạch tiền bối ngày còn như vậy loạn nổ, hội mất đi ta. Tiểu thải xoay đầu lại, khóc không ra nước mắt đạo. Há, vậy ta đưa trong tay nổ hủy đi, cho ngươi ra bài. Ngươi muốn một chương bài vẫn là một đôi, bạch tiền bối đạo. Thông nương, bạch tiền bối, không mang theo dạng này. Sao có thể trực tiếp trò chuyện, dạng này quá vi quy. Đối diện thuộc yêu khinh vũ đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Há, cũng đúng, cái kia không nói trước bạch tiền bối nhẹ gật đầu vậy ta hủy đi thành ba tấm bài đến đánh ba cái ba thông nương ha 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 ba cái bốn vừa phận trốn tiểu thải ha 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 ăn ta ba cái gì ba cái a à, khinh vũ yên lặng nói bạch tiền bối nổ tống thư hàng vụng trộm mắt nhìn bạch tiền bối trong tay bài quả nhiên lại tất cả đều là nổ cho nên a à, hắn kỳ thật càng đề cử mọi người chơi tứ quốc quân cờ cái gì đánh bài không dối trá, dựa vào vận khí, cơ hồ không ai có thể thắng may mắn chi vương, Âu Hoàng bên trong Âu Hoàng Bạch Tiền Bối. Dù sao, Bạch Tiền Bối không chỉ có trường Bạch, tên hắn đều để Bạch. Đúng rồi sư phụ, tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi a, à, người đang suy nghĩ công pháp của ta sao? Tiểu thải hưng phấn nói. Nàng mặc dù là toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà tổ chức thành viên, nhưng cái tổ chức này mọi người cũng đều biết truyền thụ cho tổ chức thành viên chỉ có cái kia yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Trừ cái đó ra, liền lại không có gì sâu tạc thiên công pháp. Tổ chức thành viên, ngoại trừ có thể hưởng thụ một số phúc lợi, đánh nhau có thể kéo mấy cái tổ chức thành viên giữ thể diện bên ngoài, phương diện tu luyện toàn bộ cần nhờ bản thân. Tiểu thải từ tu luyện tới tam phẩm cảnh giới, dựa vào là đều là bản thân. Công pháp của nàng tu luyện rất bình thường, đây cũng là lúc trước Đông Phương Lục Tiên Tử đề nghị nàng bái sư lúc, nàng đáp ứng vô cùng sảng khoái một trong những nguyên nhân. Ta mới từ hằng hỏa chân quân cái kia lấy được phê chuẩn, đến lúc đó ta trước tiên có thể dạy bảo ngươi nho ra kim cương thân, đây chính là nho ra thánh nhân sáng tạo một loại luyện thể pháp, hiệu quả cực mạnh. Đến lúc đó trong tay của ta còn có một số long ma dược tề, ngươi lúc tu luyện có thể phối hợp với sử dụng. Còn tu luyện của ngươi công pháp, ta đến lúc đó thay ngươi tìm xem nhìn. Tống thư hàng đạo, tạ ơn sư phụ, nổ nổ nổ, cái này đậu má định. Tiểu thải vui vẻ nói: "Tống thư hàng, nghe tựa như là tiểu thải muốn nổ rất hắn người sư phụ này đồng dạng, tâm thật mệt mỏi." Lúc này, Bạch Tiền Bối ngẩng đầu lên nói: "Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí không có thể cân nhắc." "Tống thư hàng, Bạch Tiền Bối, ngươi là để cho ta truyền thụ tiểu thải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí không? "Đúng," Bạch Tiền Bối nói, "Môn công pháp này có 33 loại hình thái, mà lại, môn công pháp này bản thân liền thích hợp yêu tu." năm đó tam thập tam thú thần tông thân truyền đệ tử bên trong, thì có không ít là yêu tu. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới, ái khuyển 43B, phù sinh tiên tử, nàng bản thể chính là một đầu khuyển nương. Đệ tử của nàng độc cô Bạch cũng là một đầu hồ yêu. Các nàng đều là từ nhất nhị phẩm cảnh giới, liền tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Diệu A, ta bản thân đối môn này tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cũng hiểu rõ nhất, tiểu thải tu luyện môn công pháp này lúc, có chỗ nào không hiểu, Ta cái này làm sư phụ cũng tốt ra mặt chỉ điểm Như đổi thành những công pháp khác Nếu như tiểu thải gặp được không hiểu chỗ Ta còn phải thượng trong đám hỏi cái khác tiền bối Tống thư hàng cười lên ha ha Tiểu thải Sư phụ Có chút lời nói thật hai thầy cho ta Người biết ta biết liền tốt Lời nói ra Sẽ để cho ngài người sư phụ này lộ vẻ rất không chuyên nghiệp Cái này khiến đệ tử có chút tâm tắc Bạch tiền bối cùng ba cái tiểu yêu liên tiếp Chơi năm cục phía sau có chút nhàm chán ngay từ đầu nổ 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 là rất thoải mái, nhưng năm sáu cục toàn bộ nổ 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 liền không có ý tứ. Đồ ăn còn chưa tốt sao? Bạch Tiền bối hỏi, hắn ngửi được trong phòng bếp truyền đến trận trận mùi thơm, đầy miệng nước bọt. Nhưng đồ ăn cho đến bây giờ, một cái đều không đi ra. Biệt Tuyết Tiên tử nói qua, bát phẩm huyền thánh thân thể chế tác thành đồ ăn, cần trải qua mấy đạo phức tạp chương trình, chậm một chút có thể lý giải. Tống Thư Hàng an ủi. Bạch Tiền bối ngáp một cái, vậy ta ngủ trước một hồi, liên tiếp độ vài ngày thiên kiếp, hơi có chút mệt mỏi. Dứt lời, bạch tiền bối từ bản thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một đầu kén lớn. Không sai, chính là lần trước sử dụng long ma dược tề phía sau bạch tiền bối bản thân nhà tơ kết cái kia kén. Một hồi ăn cơm sau gọi ta, bạch tiền bối nói xong, liền chui vào đến kén lớn bên trong, mỹ mỹ ngủ. Tống thư hàng, sư phụ, đã có không, không bằng ngươi trước hết để cho ta tìm hiểu một chút Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công a." Tiểu thải hưng phấn nói. Bởi vì lúc trước cật qua Thánh quân nghi thức đại trận phúc lợi, tiểu thải hiện tại đã ở vào tam phẩm đỉnh phong, tiến thêm một bước liền có thể trùng kích tứ phẩm cảnh giới. Nàng hy vọng mình tại trùng kích cảnh giới trước, có thể đổi một môn lợi hại hơn công pháp, lại đem tống thư hàng nói nhau ra kim cương thân cho luyện thành. Cứ như vậy, nàng độ kiếp tỷ lệ liền có thể tăng lên rất nhiều. Thành Ta trước cho ngươi giảng một chút môn công pháp này. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng lại thấy được Thông Nương, trong lòng hơi động, đúng rồi, Thông Nương, người gần nhất có cố gắng tu luyện thiên khốc bảo điển sao? Người gần nhất có phải hay không có chút lười biếng? Bởi vì Thông Nương từ tu luyện thiên khốc bảo điển phía sau Tống Thư Hàng rất ít thấy được nàng lên tiếng khóc lớn. Tống Thư Hàng cũng không có làm khóc Thông Nương yêu thích. Nhưng tu luyện thiên khốc bảo điển phía sau nhưng vẫn không làm sao thúc thích, cái này quá không đúng. Cho nên, có phải hay không thông nương tại tu luyện một đường thượng biến lười biếng? Thông nương cười đắc ý, nói tống thư hàng, người có phải hay không rất ít nhìn thấy ta thuốc thiết, cho nên cảm giác ta không có cố gắng tu luyện. Ha ha ha, người quá ngọt. Tống thư hàng. Bởi vì, ta tìm được đối kháng thiên khốc bảo điển thuốc thiết biện pháp A. Thông nương đắc ý ngửa đầu này lúc nàng còn duy trì, hành trạng thái, hành mầm liền giống bị gió thổi muốn đẻ gãy. Đối kháng thuốc thiết biện pháp. Ngươi làm sao làm được, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, liền Diệp Tư đều làm không được điểm này a. À. Người còn nhớ rõ lúc trước ta từ vạn Thánh Sơn, Thánh Tịch Trì, bên trong lấy được công pháp a, à. Chính là cái kia cuồng bạo thuật, ta dựa vào hắn, giải quyết thiên khốc bảo điển thuốc thiết mau bệnh. Thông nương nhếch miệng lên, cuồng bạo thuật giải thiên khốc bảo điển, đây là cái gì lý luận? Hai cái này công pháp hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt A. À. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta cho ngươi diễn thử một lần, nhìn kỹ. Thông nương đắc ý nói, đầu tiên, ta bắt đầu trước vận chuyển thiên khốc bảo điển bộ công pháp kia. Đang khi nói chuyện, thiên khốc bảo điển, vận chuyển, thông nương hai mắt bịt kín hơi nước, nước mắt mắt thấy liền muốn đến rơi xuống. Lúc này, thông nương hét lớn một tiếng, cuồng bạo thuật. Sau một khắc, hành lá mầm biến đỏ ngầu, thông nương hai mắt cũng trở nên đỏ bừng, nước mắt lập tức biến mất. Chỉ cần bảo trì, thiên khốc bảo điển, cùng, Cuồng bạo thuật, hai cái trạng thái, cũng không cần lo lắng rơi lệ thuốc thít. Thông nương nói, ta thật sự là thiên tài a. À. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 85